Người niệm Phật nha. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Rồi bây giờ đến giờ chính pháp. Thì các Phật tử ai chính pháp trước thì giơ tay nhé. Không thì sư sẽ gọi lần lượt. Rồi, chắc. Dạ vâng ạ. Xin mời hành giả chắc trịnh ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ, con kính lễ sư ạ. Dạ, sư tuần vừa rồi, hôm trước sư có chỉ con về cái chuyện mà bị để ý đến cái cảm giác nhiều trên thân đó thôi. Dạ, thì cái phần vừa rồi con cũng đã điều chỉnh lại thì nói chung con thấy mọi thứ nó cũng quay về bình thường hết rồi sư. Dạ, nghĩa là con không có, nếu mà con không có giống như là con không có gồng lên với nó thì con thấy án hồi thì nó cũng cũng không có, con cũng không có để ý cái chuyện đó nhiều sự. Thì con thì sư thì tuần vừa rồi thì con thì khi con hành nó thì con giống như là con lại con không có cái là con thử con ngồi nó thấp hơn bình thường đó sư. Xong cái con cũng ráng con ngồi, cái bắt đầu cái con ngồi vài thời cái xong cái nó bị đau cái giống như cái xương cụt á, nó đau ở cái phần dưới á. Thì con xong cái tự nhiên cái đâm ra con cũng giống như là con cũng nhát nhát vậy á sư. Nó đau vài lần vậy, cái bắt đầu tự nhiên cái con cũng sợ, con cũng với lại con cũng để ý cái sinh hoạt trong hàng ngày của con á, tự nhiên cái từ sau cái đợt đó cái tự nhiên cái con chỉ cần hơi cúi cúi hơn một tí là tự nhiên cái nó cứ đau ở đằng sau á. Nên con cũng hơi sợ sợ cái đó thôi sư. Kệ nó nhá, đừng 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 có sợ nó. Bệnh về thân thì mình có thân thì nó sẽ có bệnh thôi, kể cả mình có hành thiền hay không ấy. Có hành thiền thì nó sẽ tốt hơn rồi. Còn bây giờ hành thì nó có định nhanh không? Thưa sư thì có ánh sáng nó cũng nhanh và nó cũng kéo dài đến cũng hết thời thiền đó sư. Ngồi mấy phút thì nó có. Thưa sư khoảng chắc con nghĩ chắc khoảng 4 5 phút là nó có rồi sư. Đấy, nếu bốn mà bốn cái thật khoảng mấy phút sau thì nó rực rỡ lên. thưa sư thì nếu mà cái thời nào mà con hành thiền mà con giống như là con không có bắt vô hơi thở ngay từ đầu á, mà con có rải tâm từ ngay từ đầu á sư, thì khi mà con rải tâm từ là con đã thấy giống như là ánh sáng nó đã rất rực rỡ rồi sư. Xong cái con bắt đầu con bắt qua hơi thở từ từ cái ánh sáng, từ từ cái lúc mà con giống như con rải tâm từ cho hết các vị mà con kính trọng sư. Rồi con thấy ánh sáng nó đã bừng lên rồi thì hết khi con rải hết tất cả các vị rồi bắt đầu thì con bắt qua thì nó cũng kéo dài như vậy đó sư. Thế là kéo dài được 2 tiếng liền không? Thưa sư hiện tại con ngồi chưa chưa có tới lại 2 tiếng sư. Vậy bây giờ ngồi ngồi lên 2 tiếng, và một ngày có một thời ngồi dài đi nhé, để thử xem, nhất là mình thử xem là cái sức ngồi của mình có tốt nên không, với lại thử xem cái ánh sáng nó có kéo dài được 2 đến 3 tiếng không. Nên có một thời trong ngày ngồi 2 đến 3 tiếng. Nếu mà nó mà duy trì liên tục được khoảng 3 tiếng thì mình sẽ được để tâm sang cái tự tướng đấy, để phát triển lên các mức cao hơn. Chứ nếu mà ngồi chưa được 2 tiếng thì mình chưa chưa thể biết được là định của mình nó đã sung mãn, nó đã được sâu sắc, mà nó đã duy trì được lâu hay chưa. Sư cho con hỏi thêm một cái này nữa sư. Con giống như là con cũng không biết sao mà giống như mỗi lần mà con hành mà nó cứ đến một lúc cái bắt đầu cái thì trên cái tóc rồi nó nảy sinh ra một cái nghi ngờ mới sư. Nghe Thưa sao? sư hôm hồi hồi trước cái lần cái tay khoảng hơn 2 tháng mà lúc con trình pháp với sư thì con có nói đó là cái chỗ mà con nhìn thấy hơi thở nó không có phải ở ngay đây mà nó nằm ở đâu ở đây nè sư. Rồi xong sư cứ nói là mình cứ vẫn vẫn cứ quan sát bình thường, thì khi mà sau này con hành thì đến bây giờ đó sư,
thì con thấy là lúc nào nó cũng nằm ở đây hết á. Có nghĩa là kể kể cả là con giống như là con thấy là lúc nào ở đây nó cũng có hơi thở hết sự, chứ con cũng không có thấy là nó là vi tế hay là cái gì nữa, mà giống như lúc nào con cũng cảm thấy là nó có cái hơi thở ở đây hết. Rồi dạ thì ánh sáng thì con được thấy bình thường, con cũng ngồi con cũng thấy nó cũng an lạc vậy, nhưng mà đâm ra cái bắt đầu tự nhiên con có cái nảy sinh cái nghi ngờ là con không biết là con hành như vậy nó có đúng hay không. Dạ À, vậy thì bây giờ bỏ cái hoài nghi đấy đi. dạ Hành nó phải có cái sự tự tin đi. Tự tin dạ thì nó mới định, nó mới phát triển được. Và dạ cái ánh sáng nó có rực rỡ mạnh mẽ ở trước mặt không? dạ dạ thưa sư, là nó rực rỡ dữ lắm sư, giống như là nó làm cho con kiểu như là thật sự là con, do là con nghĩ là chắc là do con phải có cái tưởng liên tục á, là có nghĩa là cái tưởng mạnh đó là lúc nào cũng có hơi thở ra thì con mới thể có mới thể thấy hơi thở được. Nhiều cái ánh sáng nó rất là mạnh nên là Vậy thì con dạ để tiếp tục quan sát hơi thở để cho cái ánh sáng với hơi thở nó hòa nhập với nhau. dạ Hai cái nó dạ hòa nhập với nhau thì lúc đấy mình thấy cái hơi thở nó luôn luôn ở, nó gắn liền ở dạ trước mũi này. dạ À, còn nếu như bây giờ có những lúc mình thấy nó ở xa nhé, lúc thì nó dạ ở gần, lúc có to, lúc có nhỏ ấy, mà mình lúc đấy mà nó chưa có một cái nực mà nó an trú ở trước mũi này thì là nó còn yếu, vẫn phải dạ quan sát cái hơi thở đấy. Thì dạ dần dần hơi thở với ánh sáng nó hòa hợp với nhau thì lúc đấy định nó sẽ tiến bộ hơn nhiều. dạ 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 thưa sư, sư cho con hỏi thêm một câu nữa sư. Dạ thưa sư, có một cái lần nào đó mà trong trình pháp đó, con nhớ sư có nói đến cái mà hành thiền đại tâm từ á sư, thì cái lúc mà mình đại tâm từ giống như là mình nói là tôi mong cho cái người hiện thiện này được bình an hạnh phúc, thì con nhớ là sư có nói thêm một cái phần mà ở đằng sau nó nữa là giống như là mình thật sự mình sẽ cảm mình cảm thấy được cái người đó họ 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 bình an hạnh phúc tại sao á sư, rồi mình hòa nhập vào trong đó đó sư. Thì lúc thì con dạ thì dạ sư là con có thể nhờ sư sư giải lại giùm con cái phần đó được không sư, tại vì con hành thì con cũng cảm giác được, có nghĩa là giống như là con đã tâm từ đến ba vị chẳng hạn sư, thì con đã đến cái vị đầu tiên á, thì khi nào mà con cảm thấy có cái cảm giác đó, đó thì con mới bắt đầu con nhảy qua cái vị thứ hai. Dạ thì con cứ hành như vậy đó, thì con cũng không có chắc lắm là nó nên sao sư. Dạ con nhờ sư giải Thực lại ra giùm thì con. ví dụ như là mình mà giải cái câu là cầu mong cho người hiền thiện này được được an vui hạnh phúc Dạ. thì lúc đấy mình phải cảm giác như là cái người nó đang được hưởng hạnh phúc một cái điều gì đó. À, Dạ. và mình hoan hỷ với cái niềm hạnh phúc của người đó. Dạ, dạ. Nhưng mà thực ra bây giờ rải tâm từ ở cái giai đoạn này mình chỉ rải như thế để cho cái tâm của mình nó lắng dịu một tí. Chứ Dạ. đến sau này mình thực hành xong thiền hơi thở rồi, lúc đấy mới chuyển sang hành thiền tâm từ, và lúc đấy nó mới thật sự mình mới thật sự đi vào các cái tầng thiền của thiền tâm từ ấy. Dạ. Thì lúc đấy nó mới thật sự là quan trọng. Còn bây giờ cũng đừng 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 quan trọng quá nhé, đừng quan trọng Dạ, quá. dạ, dạ, dạ. Chỉ còn rải tâm từ một chí xíu để cho cái tâm của mình nó hoan hỉ an lạc lên thôi. Dạ. Sau đó thì chuyển sang hành thiền hơi thở và cố gắng phát triển cái thiền hơi thở, cái định đấy cho nó sâu, cho nó Dạ. mạnh mẽ, cho nó sau này làm nền tảng để mình hành thiền tâm từ sau. Dạ, Ví dạ, dụ vào được dạ. đến tứ thiền hơi thở rồi chuyển sang hành thiền tâm từ thì nó sẽ đắc thiền tâm từ, mà nó vào các cái tầng thiền và lúc ấy nó mới rõ ràng. Dạ. Cứ Dạ tiếp tục dạ. phát triển cái định như lên nhá, cái định của thiền hơi thở lên thôi. Dạ dạ. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Dạ. Dạ. Hoàng Minh Sơn. Dạ vâng ạ. Xin mời hành giả Hoàng Minh Sơn ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ, con đảnh lễ sư ạ. Ừ. Thưa sư thì tuần vừa rồi thì con bắt đầu thì con mới khỏi bị Covid ấy, thành ra là con cũng thiền một ngày cũng được 2 tiếng đấy chưa. Dạ vâng. Ừ. Thì Một ngày 2 tiếng hay một thời 2 tiếng? dạ một ngày 2 tiếng à. Dạ Một ngày được 2 tiếng à? thì sáng sớm với con thiền khoảng 1 tiếng, xong buổi 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 chiều thì con thiền được thêm 1 tiếng. Sáng 1 tiếng, chiều 1 tiếng. Dạ Thế vâng. thì những cái hoạt động hàng ngày thì nó có bị căng thẳng không, mệt mỏi thân tâm không? À con không Ồ, thì có đi con đâu, không, có phải làm công việc nhiều không? con cũng không phải làm công việc gì nhiều, thì con chỉ loanh quanh ở nhà các bạn thân của Nhưng con. Con cũng bị Covid thành ra là con cũng trông nó thì cũng chỉ chơi loanh quanh thôi, thì thành nó mất thời gian ở đấy, không phải làm gì.
thì cứ rảnh thì con ngồi một tí, nhưng mà nó không được 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 lâu thì ngồi được khoảng 15-20 phút xong lại mà nên có một thời nhá, cho nếu mà có thời gian vậy thì trong ngày nên có một thời ngồi được 2 tiếng. Dạ vâng. Nên nên dạ có vâng. một Thì thời con ngồi cố gắng ngồi tuần dài sau như vậy. Ừ, còn những cái thời khác ngồi ngắn được, nhưng có những thời 1 tiếng 30 phút hay gì đấy. Nhưng mà nên có một thời tương đối dài một tí để cho nó buông xả được hết những cái vọng tưởng đi. dạ vâng. Nó buông bỏ được những cái tâm năng xăng đi, và nó duy trì được cái tâm ở trên cái đề mục thiền, nó được lâu, Dạ thì vâng. định nó sâu, giống như là mình nấu một cái nồi nước mà mình phải đun nó có đủ cái thời gian thì nó mới sôi được ấy. Dạ vâng. Thì cái chánh niệm của mình nó cũng vậy, nó có một thời gian dài chánh niệm nó mới đốt cháy được những cái pháp chướng ngại, là những cái triền cái ấy. Dạ vâng. Nó mới cái định nó mới 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 sâu mới mạnh được. Dạ vâng. Ừ, xong là còn những bây giờ ngồi nó có ấy không, nó có hỉ, nó có cảm thấy nó có an lạc, có nhẹ nhàng không? Con ngồi thì nói chung là con ngồi thì con thấy nó yên, thực ra ánh sáng thì nó không nhiều như lần trước, nhưng mà con thấy nó nhẹ nhàng yên tĩnh. Dạ vâng. Như vậy Phải. ha. Dạ vâng. Ngồi thì ngồi được thời nào thì cố gắng toàn tâm toàn ý. Dạ vâng. Ừ, nên Cái có xưa một con cái hỏi thời ngồi cố định. sao là con cứ bị ngứa 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 chỗ vai này, Ngứa nó ở bị vai. ngứa. Dạ vâng. Nó cứ Cứ lúc hay bị ngứa. ngồi thiền thì nó ngứa, bình thường thì nó không ngứa nhỉ? Không, ngồi thiền thì lúc ngồi thiền thì nó không ngứa, và nhưng mà từ cái đợt mà con ngồi thiền thì con thấy là lúc nào mà hay ngồi thiền thì nó bị ngứa, mà không ngồi thiền nữa thì nó lại không ngứa. Đây Nó ngứa là do mình cái tâm nó hay chạy xuống dưới người ấy. vâng. Nó hay chạy xuống những cái cảm giác ở trên trên thân ấy, thế nó bắt vào cái gió, cái phong đại trên người ấy. À, dạ vâng. Ừ, chứ nó không sao cả, nhưng mà cố gắng là đừng đừng có đi vừa quan sát hơi thở này, vừa quan sát những cái cảm giác trên người ấy. Dạ vâng. Hoặc là mình treo hơi thở vào trong ngực và trong bụng, hoặc là mình vừa quan sát hơi thở nhưng cái tâm mình nó cứ chạy chạy ở trên, nó cứ đi rà rà, nó cảm nhận những cái gì đó ở trên thân ấy. Dạ vâng. Vậy là nó bắt vào phong đại nó hay có cái hiện tượng đấy. Ừ, thì Nó ngứa như kiểu ấy. luôn luôn giữ tâm ở trên mũi này thì nó sẽ hết, nó không bị bệnh luôn. Dạ vâng. Vì lại để tâm nhẹ nhàng, cái đấy một phần nữa là cũng là do chú tâm nó hơi bị căng. À vâng, dạ vâng. Dạ vâng, con hiểu, con cảm ơn sư. Con cảm ơn sư. Dạ, con bạch sư ạ, hiện nay chưa có bài tay của hành giả nào ạ, sư có thể gọi ạ. Sẽ hỏi đến hành giả Diệu Dạ. Dạ, xin mời hành giả Diệu Huệ ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. không trình pháp thì đi sang người khác nhé. Phạm Thu Trang. Dạ. Dạ, xin mời hành giả Phạm Thu Trang ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Xin thành kính hành lễ sư phụ ạ. Hành thiền sao? Dạ, bạch sư là chúng con vẫn hành thiền như mọi ngày bình thường ạ. Buổi tối được 1 tiếng, còn buổi sáng được 1 tiếng rưỡi ạ. Dạ, Ôi đấy. bạch sư vào những ngày mà buổi tối mà con hành thiền ấy, con giữ được chánh niệm ấy, thì cái tối hôm đấy là tâm con nó cứ hoan hỉ, nó cứ thích thú, và cả những ngày mà con nghe pháp, mà con nghe các chánh niệm, tâm con nó cũng thế, mà nó cũng hoan hỉ, mà đến đêm mà con ngủ nó rất là khó ngủ ạ. À, đến tối nó lại khó ngủ cái gì? Và cũng ngày nào mà giữ được chánh niệm ạ thì Nó tâm cũng cứ bởi hoan vì hỉ. bởi vì khi mình hành thiền là tâm nó có cái tỉnh giác mà. Cái tâm nó tỉnh giác, hoặc là mình chú tâm nó hơi có cái sự nó chăm chú, nó căng thẳng ấy. Nhưng mà nó đừng lo ấy, kệ nó không sao. Vâng, Kệ nó với không lại sao, nhưng mà nhớ là ngồi để tâm nhẹ nhàng thôi. Để trước khi ngồi đừng có nghĩ là mình sẽ đi ngồi thiền để được cái gì cả.
tức là ngồi thiền với một cái tâm lý nó rất là bình thường ấy. Ừ, đừng có tính toán, xong là ngồi xong rồi cũng đừng có nghĩ giống như kiểu mình cảm thấy thích thú quá, đôi khi cái hỉ nó mạnh quá, mình hoan hỉ quá. Con à, ngày nào mà con ngồi thiền mà con nắm lúc con giữ được chánh niệm mà tâm con cứ hoan hỉ trong tâm, mà đến lúc mà lúc con đến giờ xả thiền nhưng mà người nó cứ nhẹ bâng không muốn xả thiền. Như vậy là cũng có cái tốt đấy, cái dấu hiệu tốt, nhưng mà cũng đừng có hỉ quá nhé, đừng đừng có thích thú quá, dỡ nhớ là giữ cái tâm nó thản nhiên lại một tí nữa. Cái việc hành thiền nó là cái sinh hoạt rất là bình thường, rất là tự nhiên. Dạ. Tự nhiên. Tâm nó cứ hoan hỉ như thế thì con hiểu tâm con có rơi vào tâm ngã mạn không ạ? Không, nó không phải là ngã mạn mà nó là do cái hỉ nó mạnh đấy. Dạ. Thì có người mạnh về tinh tấn, có người thì mạnh về hỉ, có người thì mạnh về tuệ. Có người thì những cái trạng thái đấy mình cần phải có cái sự tĩnh lặng này, cái tâm xả để nó quân bình lại. Là cái tâm xả tức là ngồi với cái tâm thản nhiên, mình không suy xét gì cả, mình không có đề cao, không có nghĩ là việc hành thiền này là quan trọng hay là được những cái lợi ích lợi lạc gì. Đôi khi mình quá phấn chấn ấy, quá thích thú thì nó sẽ hoan hỉ, nó sẽ mạnh lên thôi. Nhưng mà cũng cứ cứ thực hành đi nhá, đừng lo lắng hay là thấy nó khó ngủ cũng đừng có lo. Kệ nó. Ừ, xong là mỗi ngày hành một chút, lúc nào cũng nghĩ là hành thiền để giảm bớt những cái phiền não đi. Ừ, để đi đến niết bàn trong ngày tương lai. Tuệ quang. Dạ. Dạ thưa sư ạ. Một hành giả có đặt câu hỏi trực tiếp qua kênh YouTube ạ. À, để chú Tuệ Quang trình bát pháp xong để đến câu hỏi này. Dạ vâng ạ. Xin mời hành giả Tuệ Quang ạ, ban tổ chức đã mở mic ạ. Con xin đảnh lễ sư ạ. Dạ thưa sư, là mấy ngày qua con hành thiền thì con cũng đã thấy được cái cảm giác là cái ánh sáng nó khá là trắng ấy. Rồi con cũng cảm giác thi thoảng nó cũng khá là chói sáng, nhưng mà chưa thấy được cái hình thù nó như thế nào vậy. Đừng quan tâm đến hình thù và đừng có nghĩ là mình phải thấy hình thù gì nhá. Ngồi mấy phút thì nó có ánh sáng? Dạ con cũng lâu thì chắc phải tầm 15 20 phút con mới thấy được. Con như vậy cũng là tốt rồi. Một ngày ngồi được mấy thời, mỗi thời kéo dài được mấy tiếng? Dạ con ngồi thường thường là như ngày nghỉ thì mà không vướng bận gì thì con ngồi tầm 3 thời. Mỗi thời thì đều đều là hơn 1 tiếng đấy ạ. Mỗi thời hơn 1 tiếng. Được. Dạ vâng. Thì vừa rồi con cũng những cái lần ngồi vừa rồi con cũng thấy tâm cũng khá là tĩnh lặng, cảm thấy khá là tức là con cảm thấy tâm mình nó chưa trống rỗng hoàn toàn nhưng mà cũng khá là tĩnh lặng đấy ạ. Cũng đừng nghĩ là nó phải trống rỗng hoàn toàn nhá. Tức là cái việc mình nhận biết hơi thở nó diễn ra một cách rất là tự nhiên, chứ mình cũng không nghĩ là nó phải hoàn toàn trống rỗng và nó không phải hoàn toàn tĩnh lặng. Mà chỉ có cái là đừng để cho nó đi, đừng để nó quên hơi thở thôi. Tập trung vào một cái điểm nhỏ, cũng đừng để cho cái tâm nó chạy năng xăng trên người nhá. Mà nó biết hơi thở, mà nó biết vừa vừa thôi, biết vừa phải 50-50 thôi, chứ đừng có biết quá là chi tiết rõ ràng. Đừng có căng thẳng quá. Thế thì cái này nó sẽ tiến bộ được do cái sự thực hành hàng ngày. Tức là mỗi ngày nó sẽ tiến triển lên một chút. Nếu như có thời gian thì có thể ngồi lâu hơn, ngồi nhiều hơn nữa càng tốt nhé. Mỗi ngày có thể một thời kéo dài lên 2 tiếng thì càng thiền định nó sẽ phát triển tốt hơn. Dạ vâng. Lúc nãy con có nghe sư nói là cố gắng ngồi dài ra để cái định nó sâu hơn, để loại bỏ thật là tốt cái năm cái triền cái ra. Đúng. Thì con sẽ cố gắng thực hành như sư nói với một vài thì gọi là hành giả vừa rồi ạ.
lại cứ cứ thực hành miên mật hàng ngày thôi, là nó sẽ mỗi ngày nó sẽ định nó sẽ mạnh lên, tức là cái ánh sáng dần dần nó sẽ sáng rực lên và nó sẽ đến sớm hơn. Nhưng mà đừng có nghĩ là mình phải thấy cái hình dáng gì cả. Và bây giờ dù nó có sáng lên như vậy cũng đừng nhìn vào nó nhỉ, đừng nghĩ gì đến nó, vẫn quan sát hơi thở tự nhiên bình thường. Dạ vâng. Dạ vâng, vậy con tạm thời là con chưa chưa có gì để chỉnh nữa con. Cái này cái xíu ấy. Cứ tiếp tục thực hành như vậy đi. Dạ vâng ạ. Dạ, con bạch sư ạ. Con xin đọc câu hỏi lên ạ. Dạ, câu hỏi từ hành giả qua kênh YouTube ạ. Con kính bạch sư ạ. Sư cho con hỏi câu hỏi ngoài lề ạ. Con đang làm việc tại cơ quan ạ, đã có gia đình, con có nên nhịn ăn buổi chiều không ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Đang làm việc ở cơ quan mà có gia đình, nếu như mà chưa chuyên tu thì cũng không không nhất thiết phải nhịn ăn ấy. Thì khi nào chuyên tu không phải buông xả được hết mọi công việc ấy. Hôm đấy mình thọ bát quan trai giới, thứ tám giới ấy, trong một ngày hôm đấy không phải đi làm công việc gì cả. Hoặc là đến chùa tham gia các khóa hành thiền miên mật ấy, thì mới thọ bát quan trai giới mới cần phải không ăn chiều nhé. Còn bây giờ còn còn đi làm lao động, còn phải làm công việc thì giữ năm giới thì ăn cũng không sao, nhưng mà có hành thiền thì càng tốt. Vị còn hỏi gì nữa Dạ bạch sư ạ, có câu hỏi từ hành giả Nguyễn Thị Hiền ạ. Dạ không? con bạch sư, khi đã xả thiền hoặc đi thiền hành, con có trạng thái là cái đầu bị nâng nâng và giống như bị căng cứng ạ. Con xin sư tử vi chỉ dạy cho con. Đấy là do cái lúc ngồi thiền cái tâm nó bị tập trung, nó dính vào trên trán này nhiều quá này, tập trung căng ấy. Cái sự tập hành thiền nó bị căng thẳng quá, thì với cái trạng thái đấy thì khi ngồi thiền để tâm nó nhẹ nhàng hơn, tự nhiên thoải mái hơn một tí, mà dù có thấy nó căng thì cũng đừng có lo lắng gì nhé. Thì đi thiền hành thì hướng cái tâm xuống dưới chân nhiều hơn để cho nó bớt tập trung ở trên đầu đi, thì nó bớt căng. Ví dụ tập thực ra thì khi mình ngồi để tâm trên mũi này thì nó sẽ không sao, kể cả mình để tâm sát vào mũi nó không sao, nhưng mà nếu cái người nào cứ hay để tâm trên trán này này thì dần dần cái tâm nó sẽ nó tụ ở đây ấy, thì nó sẽ rất là nặng cái đầu, nó nặng cái đầu và nó hay khó chịu, và nó mình cảm thấy cái đầu nó đơ đơ, nó nâng nâng. Thì nhớ lần sau hướng cái tâm dưới mũi này, để tâm sát vào da cũng được, hoặc là để ở cách da ra tí sát để nhận biết hơi thở, thì cái đấy thì cần phải giảm bớt cái chú tâm đi và hướng cái tâm xuống cửa mũi, và nhớ lần sau đừng có để tâm ở trên đầu và đừng có tập trung căng thẳng nữa thì nó sẽ hết đấy đi. Dạ, con bạch sư ạ, hiện nay đã hết các câu hỏi ạ. Thiên sư tiếp tục gọi các hành giả. Tiếp tục nhìn nha. Từ Xuân An. Dạ, vâng ạ. Xin mời hành giả từ Xuân An ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư. Dạ con xin đảnh lễ sư. Dạ con kính bạch sư, dạ con xin có hai câu hỏi. Dạ câu thứ nhất là làm sao con biết được mình đang nhập thiền để xuất thiền và thực hành thiền quán? Dạ rồi câu hỏi thứ hai là một thiền sinh có phải chứng hết tất cả các các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới trước khi nhập được vào vòng thánh? Hàng ngày cô có hành thiền không? Hàng ngày có tập thiền gì không? Mỗi ngày thì con có hành thiền khoảng trên 1 tiếng, mà không phải mỗi ngày, một tuần khoảng cỡ 5 ngày, dạ 5 6 ngày. Cô hành thiền gì? Hành cái để phương pháp thiền như thế nào? Con hành thiền đề mục là hơi thở. Hành thiền hơi thở là hành thiền định nhá. Dạ. Để tâm ở đâu? Để tâm để nhận biết hơi thở là chú tâm như thế nào? Dạ con nhận biết hơi thở ở xung quanh cái chóp mũi á, dạ thưa sư. Đúng rồi đấy, vậy thực hành như vậy là đúng rồi nhá. Bây giờ thì cứ thực hành thiền định và
hành đã có lúc nào nó xuất hiện ánh sáng không? Dạ, con thấy ánh sáng rất là nhiều, rất là tỏa sáng, sáng tới mà coi như mới đầu thì nhỏ nhỏ rồi từ từ lớn lên rồi thì lan tỏa hết. Và con thấy ánh sáng rất là nhanh khi mà con vô bắt đầu ngồi thiền thì khoảng 2-3 phút là con đã thấy được ánh sáng. Ừ, và thấy ánh sáng ấy nó sáng trong thời gian bao lâu? Dạ, sáng rất lâu sư, dạ con không có để ý tới, con chỉ biết là cứ lan tỏa ra như vậy. Một thời cô ngồi được mấy tiếng đồng hồ? Dạ, dạ thưa sư, con ngồi khoảng trên một tiếng. Trên một tiếng thì cũng còn ít nhé, vẫn còn ít. Dạ. Và có thời gian để ngồi được 2 tiếng đến 3 tiếng không? Dạ con cố gắng để kỳ tới con cố gắng vào những ngày con sẽ ráng ngồi trên 2 tiếng. Có phải đi làm không? Hàng ngày còn đi lao động, đi làm công tác không? Dạ con thì con đã hết đi làm nhưng mà con còn giữ em bé, giữ cháu. Mỗi ngày con giữ cháu. Ừ, nếu mà còn công việc thì chưa chuyên tu được thì thực ra cái mức định vậy nó vẫn chưa sâu đâu. Có người có ba la mật thì ngồi thiền thì nó cũng có định nhanh. Nhưng mà nếu như mình muốn phát triển sâu hơn nữa thì vẫn phải có một cái thời gian để chuyên tu. Chuyên tu thì nó mới vào an chỉ định được. Thì đầu tiên là vẫn cứ ngồi thiền bình thường nha, vẫn hướng tâm nhận biết hơi thở ở trước cửa mũi này. Thì nếu như nó có xuất hiện ánh sáng, đừng đi theo cái ánh sáng đấy, đừng dẫn cái ánh sáng ấy đi xuống dưới người mình nha. Đừng 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 có quan sát một cái khoảng rộng thế này mà vẫn quan sát một điểm nhỏ ở trước mặt. Vẫn quan sát một điểm nhỏ ở trước mặt, ở trước cửa mũi này. Và vẫn tiếp tục quan sát cái hơi thở để cho cái ánh sáng đây, cái hơi thở nó hòa nhập với nhau. Và cố gắng làm sao phải duy trì một cái thời thiền nó kéo dài lên 2 tiếng, rồi lên 2 tiếng rưỡi, rồi lên 3 tiếng nhé. Nếu như mà có thể duy trì cái ánh sáng ấy nó liên tục được 3 tiếng thì lúc đấy mới có thể phát triển thêm những cái mức định cao hơn được. Còn nếu mà mới duy trì được 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thì định vẫn vẫn chưa sâu nhá, vẫn chưa sâu ấy, mình cũng đừng nghĩ rằng mình đạt được như vậy đã là cao, mà vẫn còn phải cố gắng hơn nữa. Thì biết rằng cái dù có thấy ánh sáng, dù cái định nó như thế này thì mình vẫn còn phải cố gắng hơn. Thì cái mức định nó cần phải sâu hơn. Thì sau này nó có được cái định sâu hơn nữa rồi thì mới làm nền tảng phát triển thiền quán được. Cứ ở cái mức cái thời gian để thực hành thiền nó còn ít, và cái thời gian ngồi thiền như vậy nó vẫn còn ít, mà cho nên là vẫn chưa đủ cái nền tảng để phát triển vào thiền tuệ được ha. Dạ con cảm ơn sư rất là nhiều. Cứ tiếp tục hành để phát triển cái định nó sâu hơn nữa để sau này mình có thể phát triển được 2-3 tiếng cái ánh sáng mình giữ được. Như để tâm vào cái ánh sáng mà mình vẫn duy trì được 2-3 tiếng. Thì lúc đấy mới có thể đi phân biệt 5 thiền chi. Nhưng là nó sẽ xuất hiện các cái chi thiền thì mình sẽ vào được sơ thiền. Rồi sau đó sẽ lên nhị thiền, đến tam thiền, đến tứ thiền. Thì lúc đấy mình muốn thực hành thêm các cái thiền sắc giới, vô sắc giới nữa cũng được. Mà mình muốn đi thẳng vào thiền tuệ cũng được. Lúc đấy là cái sự thực hành là tùy theo cái lựa chọn của mình. Muốn thực hành hết các thiền định thì nó mất thời gian một chút, nhưng mà nó sẽ có được cái định sâu. Còn nếu không có thời gian thì đi thẳng vào thiền quán, sau khi bà đã đắc được các cái tầng thiền hơi thở thì cũng có thể được. Nhưng mà bây giờ mình chưa hành đến đấy thì cũng không nên biết trước để làm gì, thì tâm nó sẽ bất an, nó sẽ sinh ra cái mong cầu. Thì cứ thực hành đi ha. Dạ con cảm ơn sư nhiều. Đến thăm Karula. Dạ vâng ạ, xin mời thăm Karula Nguyễn Hải ạ, ban tổ chức đã mở mic ạ. Chính pháp đây. Tôi con xin hành lễ sư. Tôi con thưa sư là bây giờ con đang ở nhà để chữa bệnh ấy ạ. Thì
Hàng ngày con cũng vẫn duy trì việc chánh niệm ấy, và hơi thở ấy ạ. Cái tư thế ngồi của con thì nó cũng không ngồi được lâu ấy. Thì bây giờ ngồi, mỗi lần mà ngồi thì con hay để dựa ấy. Dựa cũng được. Vâng. Bây giờ một ngày ngồi được mấy thời, mỗi thời được mấy tiếng? Dạ bây giờ con, bây giờ tại vì con đang bị cái bệnh về xương ấy, nên là con ngồi được trên dưới một tiếng á. Một ngày được trên dưới một tiếng á? Không, một thời. Một thời ngồi ấy. Một ngày ngồi mấy thời? Một ngày thì con ngồi được khoảng 1-2 thời á. Bây giờ con ngồi. Ôi vậy ít quá. Xong là những cái hoạt động mà khác thì làm cái gì? Ngoài giờ ngồi thiền ra là làm cái gì? Đã con nghe pháp ạ. Con nghe pháp rồi con đọc kinh sách. Và con nói biết kinh pháp cú. Sao ngồi thiền nhiều nên? Nếu mà đang có bệnh thì ngồi nhiều nên thì nó chóng khỏi bệnh chứ. Thời gian rảnh rỗi mà không ngồi thiền hơi lãng phí. Để ngồi nó có định không? Thế con thưa sư, lúc con ngồi thì con cũng vẫn thấy an lạc á. Ngồi nhiều nên nhá, một ngày ngồi khoảng 4 đến 5 thời như vậy thì mới được. Vâng. Lúc nào rảnh thì đọc sách hay nghe pháp một chút thôi, nhưng mà nên hành duy trì cho nó nhiều hơn nữa đi. Khi mình có định thì nó có cái hỷ lạc, có khinh an, thì nó tạo ra những cái sắc do tâm sinh cao thượng. Thì những cái bệnh nó sẽ chóng khỏi. Thậm chí có người người ta có bệnh nặng mà người ta hành thiền nó còn hết đi được. Dạ vâng ạ. Nghĩ là mình có bệnh thì mình cần phải hành thiền nhiều hơn. Vâng ạ. Cảm ơn sư. Tịnh Thủy. Dạ, bạch sư Tịnh Thủy ạ. Dạ vâng ạ, xin mời hành giả Tịnh Thủy ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ, con thưa sư là con không có câu hỏi ạ. Có hành thiền không? Nhà có tập thiền không? Bạch sư là con không có thời gian để hành thiền ạ. Không có thời gian hành thiền. Dạ vâng. Bận rộn quá mức hả? Vâng, bởi vì vừa rồi con sửa nhà xong, bắt đầu nói chung là công việc gia đình nó nhiều ấy. Nên là con chưa hành thiền ạ. Thì con bây giờ được nghe pháp rồi thôi ạ. Vậy thì bao giờ nó ổn định thì lại hành thiền nhá. Dạ vâng. Ngân. Dạ vâng ạ. Dạ xin mời hành giả Ngân ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ ăn đó hả? Nè ăn á, ăn mở đi. Dạ con không có câu hỏi gì thầy. À. Cái có hành thiền không? Dạ này. Ngân này này có hành thiền không? Là cái của anh là em hả? Hàng ngày có tập thiền không? Anh đó, anh trả lời đi. Dạ, thầy nghe con. Có. Dạ, con không có hành thiền. Chỉ khi nào tập bờ con đảnh con mới có thời gian ngồi. Ngồi thì hành thiền làm sao? Ngồi như thế nào? Dạ, lưng con thẳng. Thẳng. Không? Giữ tâm ở đâu? Chú tâm vào cái đối tượng gì? Khi con chú tâm á, thì con để trước mũi á. Đúng rồi. Nhận biết hơi thở vào ra không? Dạ, nhận biết được một thời gian, nhưng mà con thấy mất thì con theo không được, thì con mới biết là con theo không được, cho nên con trở lại. Ngồi được lâu không? Một thời được bao nhiêu phút? Thường thường con ngồi được tiếng, hơn tiếng. Thế cũng... tốt rồi. Một ngày được mấy lần như vậy? Một ngày được mấy thời? Dạ, một ngày được một lần. Một lần. Ngồi nên hai lần nhá. Một lần ít quá. Cứ nên ngồi, mình phải ngồi với một cái tâm nó tha thiết cơ. Một cái tâm nó hoan hỉ, một cái sự thích thú. Như này tác ý đến cái lợi ích của cái việc hành thiền ấy, để cho cái ngồi đấy nó sẽ có cái nhiệt tâm hơn.
hành thiền với một cái sự nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, không phóng dật, không năng xăng, không để cho cái tâm nó nghĩ những cái chuyện phiền não, tham sân si gì. Ôi, tiếp tục ngồi cố gắng lên cho nó đắc định đi nhá. Đến tâm kim. Dạ. 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 Dạ thầy. Tâm kim đâu? Dạ bạch sư, hai nick này là hai người đấy, hai người vừa đấy. Thế anh Thiền sao? Là hai người đang. Dạ con hành thiền mỗi một ngày có khi là hai thời, có khi là ba thời. Thời nhiều nhất là 2 tiếng rưỡi. Thời ít nhất là khoảng 1 tiếng 15 phút. Tốt. Ngồi thì nó có phải không? Tâm nó có nhận biết được cái hơi thở liên tục không gián đoạn không? Dạ. Nhận biết được hơi thở liên tục thầy. Có định không? Nó có nimitta không? Dạ có, nhưng mà nó chưa có sáng. Chưa có sáng rực. Nó chỉ từ trắng rồi nó qua vàng vàng hơi hơi thôi. Như thế dạ. Là được. Không sao nhá. Vẫn cứ quan sát hơi thở bình thường. Cứ quan sát. Có. Ngồi thì mấy phút thì thấy nó sáng sáng đi. Cũng lâu á thầy. Lâu, bên sáng đi. Dạ, cũng lâu. Khoảng là chắc 45 phút quá. Vậy là cái vọng tưởng nó vẫn còn nhiều. Do còn nhiều cái tạp niệm ấy, còn nhiều cái vọng tưởng ấy. Yeah. Cái đấy phải tức là cái tín tấn niệm định tuệ của mình nó mạnh lên một chút nữa. Yeah. Thì nó sẽ có được cái định sớm hơn. Ví dụ như là mình có cái sự tha thiết với cái hơi thở nhiều hơn này. Nó có cái sự niềm tin đấy. Yeah. Tin rằng cái sự thực hành thiền này sẽ có lợi ích, sẽ có công đức, sẽ có những cái pháp ba la mật, sẽ đi đến niết bàn, sẽ đoạn trừ được phiền não. Tác ý nhiều như vậy để cho cái tâm của mình nó thích thú với hơi thở nhiều hơn nhá. Nó sẽ có cái sự tinh tấn trong lúc ngồi, mình tinh tấn ngăn ngừa đừng để cho những cái vọng tưởng nó đến nhiều quá. Nó đến ít thì được nhé, mình cũng không bắt ép là nó phải tuyệt đối hết, nhưng mà mình cũng cố gắng ngăn ngừa những cái vọng tâm, những cái phóng tâm ấy. Đừng cho nó khởi lên quá nhiều, cũng đừng cho nó nghĩ sang những cái công việc hay là những cái cuộc sống hàng ngày ấy, những cái công việc hàng ngày cũng cho nó nghĩ ít thôi, đừng để cho nó chi phối nhiều quá, để cố gắng là quên hết đi, gạt hết những cái, buông xả hết chuyện vui, chuyện buồn, quá khứ, tương lai đi. Thế thì mình sống với cái giây phút hiện tại, cái giờ phút hiện tại này. Mình chỉ nhận biết là hơi thở đi vào, biết đi vào, đi ra, biết đi ra. Coi như không có quá khứ, không có tương lai gì cả. Không có cái chuyện vui, chuyện buồn gì hết. Thế là cứ biết hơi thở ở đây. Thì mình chăm chú nhất tâm lên một tí nữa. Chánh niệm tốt hơn. Cái sự nhất tâm trên hơi thở tốt hơn. Có cái sự nhận biết cái hơi thở đấy nó rõ ràng hơn, đều đặn hơn. Cứ duy trì cả thời thiền đều đều vậy. Có đôi khi con thấy như là cái người mình nó muốn như bị liệt lắm này, như là từ cái trạng thái này qua cái trạng thái khác đó, nó con thấy được người mình nó giống như nó bị tê liệt á. Đấy là nó bị cứng quá. Đừng đưa tâm xuống dưới người này. Khi mà mình ngồi cũng đừng có ngồi giữ thẳng lưng quá, đừng có giữ cứng người quá đấy. Đôi khi mình ngồi mình cứ giữ cái người nó cứng quá, thì mình mới cảm thấy nó bị cứng, bị tê liệt ra vậy. Mà ngồi nó có cái sự thoải mái ra một tí, thoải mái ra, thậm chí mình cảm thấy ngồi mà nó cứng người quá, mình có thể ngồi trùng thả lỏng được nhé, không sao. Mà thỉnh thoảng đổi cái tư thế đi một tí, chứ cũng đừng có, mình cứ sợ là nhúc nhích như thế này là không được. Mà mình cứ cố gắng ngồi yên tĩnh quá, thì cái sự cố gắng ngồi yên tĩnh quá này, cố gắng ngồi giữ lưng thẳng quá, làm cho cái thân này nó bị cứng nhắc quá. Mà nó phải rất là thoải mái, nó phải rất là nhu nhuyễn mềm mại cả thân cả tâm. Mà chứ mình cứ nó bị cứng cái gì nó không tốt. Ví dụ như là cái thân mình ngồi cứng đơ quá thì nó sẽ làm cho cái tâm nó bị ức chế.
hoặc là khi mình ngồi mình làm cho cái tâm nó cứng quá, tức là mình chăm chú quá đấy, nó không có cái sự thoải mái ấy, thì nó cũng làm cho cả thân tâm nó đều trở nên xáo trộn và khó chịu. Nên là nhớ là ngồi thiền như ngồi chơi, giống như mình ngồi chơi dưới gốc cây, không đừng nghĩ là mình đang làm một cái gì đó quan trọng và lại quá là thận trọng thì nó lại sinh ra bị căng cứng. Còn nếu mà mình cứ ngồi bình thường thì nó lại không xa. Nên bình thường đi một tí, bình thường với cả tư thế ngồi, đừng trọng quan trọng về tư thế ngồi và cũng đừng nghĩ là mình làm đang hành một cái gì quan trọng cả, cứ giống như ngồi chơi bình thường thôi. Để tâm lên biết hơi thở vào ra, kể cả lúc nó biết hơi thở vào ra nó có những cái suy nghĩ tạp niệm một chút nó khởi lên cũng không sao. Thì khi mà mình đi theo cái vọng tưởng đấy quá thì nó mới quên mất hơi thở, thì nó mới mất chánh niệm thôi. Nên là cứ bình thường đi một tí thì để cho nó trở lại bình thường nhá. Ừ, khi mà thấy người nó cứng ra vậy thì đổi tư thế đi. Đấy, mặt nó cứng là do chú tâm mạnh quá. À, nên nó cứng đấy, cái mặt nó cứng vậy thì là lần sau giảm bớt cái chăm chú đi, giảm bớt cái chăm chú đi và tập trung tâm vào một điểm nhỏ để cách cái da mũi ra một tí. Đôi khi do mình ngồi mình lại mở để cho tâm nó tập trung vào một điểm lớn quá, nó bắt vào cái tứ đại, nó bắt vào cái địa đại, vào cái tính của đất thì nó sẽ cứng, nó nặng. Còn nếu nó bắt vào cái tính của gió ấy, thì mình cảm thấy nó đẩy qua này nè. Nếu nó bắt vào hỏa đại thì nó nóng rực đi. Nên đấy là nó bắt vào tứ đại là nó vậy. Nên mình để tâm nhỏ nhỏ vào đây thôi. Thì ngay lúc nào cũng phải ở đằng trước này. Chứ đừng có để cho nó đi vào trong người. Đi vào trong người thì nó sẽ cứng. Dạ. Hiểu rồi. Con cảm ơn sư. Rồi có một bàn tay này. Dạ vâng ạ. Dạ, xin mời hành giả quân A50 ạ. Dạ, ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ, con cảm ơn ban tổ chức. Con kính chào ngài sư ạ. Hành thiền sao? Dạ, con mới bắt đầu tìm hiểu rồi, con chưa có quyết tâm lắm sư. Mới tìm hiểu về thực hành thiền ấy gì? Dạ. Hàng ngày có ngồi được chỗ nào không? Dạ, con là sinh viên nên cũng nói chung là rảnh thì cũng cố gắng thôi, cũng không nhiều lắm luôn. Vài phút. Vài phút. Đang học thì ngồi thiền nó sẽ làm cho cái tâm nó cũng nó sẽ bớt căng thẳng đi. Vì thế mà hành thiền nó sẽ làm cho mình có được cái tâm xả, cái tâm thản nhiên, nó buông xả được những cái căng thẳng, cái non nắng bất an. Nên nhưng mà mỗi ngày phải hành được 1 đến 2 tiếng. Như là trong lúc ngồi thiền mình cố gắng quên hết những cái áp lực, những cái căng thẳng của các cái bài học đi. Để buông bỏ nó đi. Thì đến lúc mà mình hành thiền xong mình sẽ cảm thấy cái tâm của mình nó tươi tỉnh hơn. Và nó sẽ nhẹ hết những cái mà làm cho mình bị căng thẳng. Khi mình học bài nó căng ấy, nó nặng đầu óc ấy. Thì lúc đấy mình ngồi thiền thì mình buông hết nó đi, nó nghĩ đến cái gì và quên nó đi, xả nó đi. Xong là nhắc nhở cái tâm là tập trung vào hơi thở. Thế thì nếu mà biết cách hành thiền một thời gian nó sẽ làm cho mình biết cách quân bình. Biết cách quân bình về mọi vấn đề trong cuộc sống, kể cả về học tập hay là làm việc, nó không có cái gì nó bị thái quá. Chứ nhiều người mà học nhiều quá nó bị stress mà, nhưng sau này nó thành bệnh thì cũng không tốt. Dạ, con cảm ơn sư. Nhưng mà con cũng cố gắng thực hành theo cái thiền hơi thở Anapanasati này sư. Nhưng mà mới đầu thì nên hành không cần phải, mình đừng nghĩ là cái việc hành thiền là cần phải có cái sự chú tâm, cần phải căng thẳng hay là phải cái gì nhá. Ngồi thiền nó giống như một sự thư giãn, ngồi thiền nó giống như là một cái sự nghỉ ngơi. Ví dụ khi là lúc đấy ngồi bất cứ ở chỗ nào cũng được, nhưng mà nó không có tiếng động. Nhưng mà nếu như mình ngồi trong cái phòng mà có 2-3 người mà người ta nghe nhạc hay người ta nói chuyện hay người ta làm gì đấy thì nó có cái tiếng động đấy là sẽ không thiền được. Chỉ cần có một cái không gian yên tĩnh
Một mình ở một cái phòng yên tĩnh là được rồi. Và lúc ngồi thiền thì ngồi tư thế nào cũng được, ngồi ở đâu cũng được, trên giường cũng được, trên bàn ghế cũng được, ngồi dưới nền nhà cũng được. Thì nhắm mắt lại, mình hướng cái tâm lên trước cửa mũi này, thì để ý cái hơi thở nó đi vào thì biết nó đi vào, nó đi ra thì biết nó đi ra. Và lúc đấy luôn luôn là nhắc nhở cái tâm là buông bỏ và quên hết mọi cái suy tư, mọi cái suy nghĩ, mọi cái những cái toan tính của tất cả những cái khác đi. Tức là cho cái tâm nó buông bỏ, nó quên hết mọi thứ đi. Nó cứ nghĩ đến cái gì thì lại nhắc nhở cái tâm hãy quên nó đi, hãy buông nó đi, hãy xả nó đi. Tập trung vào hơi thở, tập trung vào hơi thở. Nhưng mà mình cũng không phải là mình chăm chú, không không cần phải dùng cái sức lực căng thẳng gì nhé. Chỉ cần để tâm nó nhẹ nhàng, nó định tĩnh, nó an lạc, nó tự nhiên ở cái hơi thở đấy thôi. Thế là cứ tập như vậy, dần dần nó sẽ quen đi. Khi nào cái tâm của mình nó chấp nhận cái hơi thở đấy thì nó sẽ có cái sự an vui, nó có cái hỉ lạc, nó mới sinh khởi. Lúc nào mình chấp nhận là mình sẽ buông bỏ hết những cái khác, thì mình chỉ còn an trú vào hơi thở này thôi, mình coi cái hơi thở này mới là cái quan trọng nhất để cho mình chú tâm. Nó mới là cái chỗ mà là cái đối tượng để cho mình để tâm vào đấy, chú vào đấy, mình an chú tâm vào đấy một cách nhẹ nhàng tự nhiên để cho tâm nó thản nhiên tự tại vậy thôi. Nhưng mà phải ngồi được 30 phút hoặc 1 tiếng thì sau đó thì những cái vọng tưởng phiền não nó mới bớt đi. Thì cái mình cảm thấy nó có cái sự an lạc, có cái thoải mái, dễ chịu trong cái lúc mình chú trên hơi thở đấy. Nhưng mà con cứ mỗi khi con ngồi thiền con không chú tâm được vô hơi thở, kiểu có vẻ như là không phải là vì, không hẳn là vì vọng tưởng, mà có vẻ như là vì con còn phân vân với pháp hành thiền này, con chưa giải đáp được nên là cứ bị căng thẳng lắm. Thứ nhất là nó đấy là do cái mình chưa sẵn sàng đấy, chưa sẵn sàng thực hành, do cái tâm nó còn phân vân đấy, phân vân nó còn đắn đo suy nghĩ xem là nó được cái gì không ấy. Ngồi thế này được cái gì, mất cái gì đó. Giống như là chưa... cái hơi thở con chưa hiểu lắm là nãy con có nghe sư nói là phải chú tâm tới hơi thở qua một cái điểm nhỏ, nhưng mà con lại không thấy được cái điểm nhỏ đó. Con thấy giống như là một cái vùng da thôi chứ không phải là một cái điểm. Hoặc thế là có khi được. Là một cái kiểu một cái luồng hơi nó đi qua quanh cái lỗ mũi luôn sư. Tức là một cái luồng luôn, không phải là một cái dây gì đó hơi thở. Được. Đúng rồi, có thể là trên cái cách nói để mình lại có những cái suy luận, cái hiểu nó khác đi. Chỉ cần tác ý đến hơi thở là được rồi. Mình thấy cái hơi thở nó ở trước cửa mũi là được rồi. Còn mình đừng có quan sát cái hơi thở ở ngực, ở bụng này là nó sẽ không sao. Miễn là nó ở trước mặt mình, ở trước mũi là được rồi. Thấy hơi thở đi vào, thấy hơi thở đi ra. Nhận biết cái hơi thở đi vào, đi ra đấy. Có thể là mình đếm hơi thở cũng được. Hơi thở đi vào, đi ra đếm 1 và ra đếm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quay lại 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Trong tầm 10 năm, 20 phút sau đó thì mình vẫn để tâm ở trước cửa mũi mà không cần đếm. Thì vẫn biết hơi thở nó đi vào và biết hơi thở đi ra. Cứ để tâm nó biết một cách nhẹ nhàng tự nhiên cũng được. Là cứ tập không một cần thời thấy... gian dài. Phải tập một thời gian dài thì lúc đấy mình mới thích thú. Nó mới sinh ra cái hoan hỷ an lạc được. Mới tập thì nó sẽ thế. Chưa có niềm tin thì nó thế đó. Kiểu là con không biết là phải là qua một cái điểm nhỏ hay là một cái luồng hơi bự nó đi tắt quanh lỗ mũi luôn, hay là lúc nó thay đổi nhà thay đổi kia nó liên tục làm con căng thẳng, con không biết. Đúng rồi, nó sẽ thay đổi. Mình phải tác ý là tập trung vào một điểm nhỏ, nhưng khi cái tâm của mình nó đã toàn tâm toàn ý, nó nhận biết cái hơi thở rồi thì lúc ấy nó không còn cái khái niệm to nhỏ nữa. Nó không còn khái niệm to nhỏ nữa nhé. Nhưng mà mình phải có cái tác ý là ta sẽ nhận biết hơi thở một điểm nhỏ ở trước cửa mũi này. Nhưng khi cái tâm với cái hơi thở nó hòa nhập với nhau rồi thì lúc đấy nó lại không còn khái niệm về không gian nữa. Lúc đấy nó chỉ còn biết là hơi thở đi vào đi ra thôi. Nó cũng không biết là đây là to hay nhỏ nữa. Nhưng mà nó bị thay đổi có sao? Tức là lúc này thấy ở trên trong một thời thiền luôn. Nó thay đổi. Không sao, không sao. Tức là nó sẽ thường xuyên thay đổi như thế. Đó là chuyện bình thường không sao nhé. Với lại cái nữa là không biết là khi mình ngồi thiền này thì mình có cái hơi thở con nó giống như nó rơi vào tưởng đó sư. Tức là lúc thấy hơi thở nó đi từ ngoài vô trong thì lúc thấy nó như bị xéo một bên vậy. Từ bên tay trái xéo bên phải qua bên phải, không biết là tại sao. Có cảm giác như là nó tưởng vậy.
Không sao, không sao. À, khi ngồi nó sẽ xuất hiện ra rất nhiều những cái trạng thái khác nữa. Đấy, nó sẽ xuất hiện rất nhiều hiện tượng. Nó còn nếu mà thực hành một thời gian nó sẽ còn xuất hiện nhiều những cái hiện tượng mới lạ và nó làm cho mình tức là giống như là mình chưa từng thấy bao giờ. Nhưng mà bây giờ mình phải có cái tâm thản nhiên với những hiện tượng đó. Nó như thế nào mặc kệ nó xéo bên này bên kia rồi là nó chuyển động thế này thế kia, lúc này nó lớn lên, lúc này nó thu nhỏ lại, lúc này nó rõ, lúc nó mờ. Thì tất cả những cái đấy phải làm nơ nó đi, không quan tâm, không suy xét, không bình luận. Những cái đấy là cái mình không đi theo nó nhé, không quan tâm đến nó nhé. Mặc kệ nó muốn như thế nào cũng cứ để nó tự nhiên. Mình không can thiệp vào nó, chỉ nhận biết cái sự vào và ra của hơi thở đấy thôi. Còn cái hơi thở nó biến hình, biến tướng, nó biến dạng, biến chuyển như thế nào mặc kệ nó. Có lúc nó thay đổi cái luồng chiều đi đó mà, kiểu là lúc từ trái sang phải, lúc từ phải sang trái, lúc từ trên xuống dưới, nó bị Ờ thay đổi đúng, mà không biết đó. tại sao. Ờ đó, đó, nó như thế, cái tâm nó là cái tâm của mình mà. Khi cái tâm của mình nó bắt được vào hơi thở rồi. Thì lúc đấy cái tâm của mình nó sẽ thường xuyên thay đổi nó. Khi cái tâm nó lại định tính trên hơi thở thì nó lại sinh ra nhiều những cái trạng thái khác thường nữa mà mình chưa có thể nào biết trước được. Cho nên nó sinh ra một cái hiện tượng gì cũng mặc kệ nó. Dạ, Không quan nghĩa là tâm mình đến chấp những nhận cái đó, hiện mình tượng cứ đó. làm được. Rồi. Nghĩa là mình chấp nhận xong mình cứ làm bình Ờ thường. đúng, đúng, chấp nhận nó như thế nào mặc kệ nó, mình luôn luôn chấp nhận nó. Và mình không có đi theo nó, không đi theo nó nhưng cũng không cần phải đi tìm hiểu xem xét xem nó là cái gì, nó là hiện tượng gì. Không hoài nghi gì về nó cả. Mặc kệ nó. Kiểu có khi nào mình hành thiền này mình bị rớt vô cái gì mà 50 hiện tượng ngũ ám ma không sư? Nặng về cái kinh điển đại thừa quá. Con cứ tìm hiểu thôi. Đừng đừng có nghĩ đến chuyện đó đi. Đừng nghĩ chuyện đó, mình thực hành khi nào mình khởi lên cái tâm bất chánh nhé. Mình khởi lên cái tâm không chân chánh ấy. Ví dụ như là mình thấy nó xuất hiện cái trạng thái nọ kia đấy, xong là mình sinh ra cái hoài nghi, mình sinh ra tưởng tượng ấy. Xong là mình tưởng ra cái này, tưởng ra cái kia, mình tưởng ra Phật, rồi mình tưởng ra chư tiên, mình tưởng ra các cái cảnh giới. Thì khi mình đi theo những cái tưởng đấy thì là nó sẽ có xuất hiện những cái không mong, nó sẽ xuất hiện những cái điều không tốt nhé. Nhưng mà mình luôn luôn là buông bỏ được, không đi theo những cái tưởng đấy. Mà luôn luôn có chánh niệm, tỉnh giác, nhận biết đúng cái pháp thiền thì sẽ không bị rơi vào những cái điều đó. Cho nên là cũng nó không phải là cái hành thiền này mà mình hành không đúng là nó cũng có chứ không phải không. Mà hành đúng thì yên tâm, không sợ. Với lại lúc mình ngồi mà nó có gió nó thổi vô mặt, tức là có nhiều luồng hơi mình không cảm nhận được hơi thở, Không cảm nhận được hơi thở. có gió nó thổi vô mặt quạt hay gì đó là mình có nhiều cái Đừng xúc đừng giác. để ý nó, làm nơ nó đi, làm nơ, không quan tâm đến cái đó, mặc kệ nó. Nó cũng không ảnh hưởng gì nhá, mình đừng nghĩ là nó làm ảnh hưởng gì cho mình, không ảnh hưởng gì hết. Con chỉ bị vấn đề là con không có cảm nhận được hơi thở một số lúc thôi. Không sao, mình chỉ cần hơi hơi nhận biết thôi, đừng có đòi hỏi phải rõ ràng quá. Cái tâm lý của mình là cứ thích cái gì nó cũng phải rõ ràng nên nó bị căng thẳng. Bình thường cái thản nhiên lại thì nó sẽ rất là dễ dàng. Dạ, mô Phật, con xin tri ân sự. À, tiếp tục gọi nha, Phạm Văn Trượng. Dạ, xin mời hành giả Phạm Văn Trượng ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Mô Phật ạ. Hành thiện đều đặn hàng ngày không? Và con bạch sư là con vẫn hành thiền đều ạ. Hành làm Ngày sao? ngày vẫn ba thời ạ. Ba thời, mỗi thời được mấy tiếng? Và con trung bình thì tầm khoảng 2 tiếng ạ. 2 tiếng một thời. Ôi, vậy là tốt rồi. Mà ngồi thì có ấy không? Để tâm vào hơi thở thì cảm thấy nó có định tĩnh không? Dạ, con bình thường là con để ý hơi thở thì cũng có thời rất là bình tĩnh. Rồi. Vọng tưởng nó có nhiều không? Tưởng thì cũng từng thời ạ, rồi không thời nào cũng thời nào ạ. Dạ.
ngồi nó có cái sự nó an vui không? Ví dụ để tâm vào hơi thở, cảm thấy nó có thích thú, nó có vui, thân tâm nó có nhẹ nhàng không? Dạ, con thì năm thời cũng rất là an an vui ạ, tức là cái tâm định tĩnh thì không thấy thì rút được bởi cái thời thiền thì rất là tốt ạ. Dạ. Vậy nó có cái hiện tượng gì khác thường nữa không? Con có một cái thắc mắc là ví dụ là con thì mới ngồi thiền nhưng mà cái tâm bình tĩnh thì nó có, cái hai cái hỷ lạc thì nó có, nhưng mà con vẫn không thấy ánh sáng ạ. Con chỉ thấy rằng là cái khi con thả thiền ra thì cái tâm con nó sáng hơn mà nó nhiều cái việc nó mình nhìn nó rõ ràng hơn ạ. Nó sẽ như thế đấy, cũng không không cần phải, đừng nghĩ đến ánh sáng, đừng mong cầu nó nhé, không không cần mong cầu nó, mà bây giờ mình phải làm sao đó mình mong cho mình có cái sự tinh tấn nhiều hơn này, có cái dứt trừ được những cái vọng tưởng, tức là để mình chế ngự được cái vọng tưởng nhiều hơn nữa. Có biết niệm Đức Phật không? Con vẫn niệm ạ. Khi con Niệm ngồi sao? trong vòng 15 phút đầu tiên con đang nói Đức Phật có giải tâm từ ạ. Và đó con vui ra một hơi thở. Đúng rồi. Vậy vậy thì cứ cứ thực hành đều như vậy nhé. Có thể giải niệm ơn Đức Phật hoặc giải tâm từ khoảng 30 phút. 30 phút đầu. Sau đó thì để vào hơi thở nhẹ nhàng thôi. Để nhẹ nhàng tự nhiên. Và luôn luôn phải cho cái tâm của mình nó quên hết những cái chuyện quá khứ tương lai đi. Nghĩ đến chuyện gì thì cũng nhắc nhở cái tâm là buông bỏ, buông xả. Hãy quên chuyện này đi. Hãy gác cái chuyện này lại sang một bên. Xong là nhắc nhở cái tâm mình là nhận biết hơi thở, nhận biết hơi thở, rồi dần dần nó sẽ thuần thục đi, cái tâm mình nó phải hoan hỷ. Khi mình ngồi được xong ấy thì mình phải hài lòng với cái thời thiền đấy, chứ đừng có nghĩ rằng ngồi thiền như thế cái thời thiền này không được tốt lắm, và khởi lên cái tâm không hài lòng thì nó sẽ sinh ra bất mãn và lần sau ngồi nó sẽ kém đi. Mình luôn luôn hài lòng hoan hỷ, có hành được một thời hay là hành được một ngày, đây là mình đã tích lũy được rất là nhiều ba la mật rồi, mình đã có rất là nhiều cái công đức rồi, thiện nghiệp. À, con bạch sư là khi con ngồi thiền, khi mà cái tâm nó hoan hỉ nó hỷ lạc thì con chú ý tâm hơi thở, chú bắt hơi thở thì con nếu con để ý vào bên trong ấy thì nó khởi rất là nhiều, và nếu mà con để ý hơi thở ở bên ngoài ấy, thì con thấy là cái tâm trụ được lâu hơn. Đấy, vậy thì cứ để tâm như thế nào mà mình cảm thấy nó tốt thì thực hành như vậy nhá. Khi mà mình cũng tự kinh nghiệm ra để tâm bên ngoài như thế nó sẽ tốt hơn thì giữ cái tâm như vậy. Và con bạch sư là khi con ngồi ấy, thì có thời thì con cảm thấy là cái vùng cả toàn thân con nó như một cái lớp băng, tức là nó dày lên đấy. Sao ạ? Không sao, không sao, như vậy là tốt. Nó cũng có cái dấu hiệu là mình đang chuẩn bị có định thì nó sẽ thế đó. Nhưng mà cứ nằm nơ nó đi nhá, đừng quan tâm, đừng đi theo nó, đừng có suy xét gì về nó cả. Cứ tiếp tục Dạ thực hành đều đặn như vậy đi nhá. vâng Có cái okay. Là Quảng Nguyên Phương à. Dạ. Dạ vâng ạ, xin mời hành giả Quảng Nguyên Phương ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ bạch sư. Ban tổ chức đã mở mic cho hành giả Quảng Nguyên Phương ạ. Hành giả Quảng Nguyên Phương có trình pháp không? Dạ mô Phật, con kính chào sư à. Dạ thưa sư, con chỉ là mới học hành thiền thôi, cũng khoảng 1 năm rồi, nhưng mà tại vì con cũng chưa hình như là con cũng chưa có tin tưởng gì mấy, là tại vì con cũng là niệm Phật rồi con cũng là tụng kinh mỗi buổi sáng, cho nên hình như là con có ngồi thiền mỗi buổi sáng với thầy của con đương học á, thầy Quảng Định, nhưng mà con thấy là con hình như là con chưa có tin tưởng và con cũng chưa có cái cũng cố tâm thiền, nhưng mà con có nhiều việc
như ví dụ như là cha con bị bệnh đó, cho nên con rất là bận rộn. Cái giờ hành thiền của con nó cũng không có, con thấy nó không có định lắm, và con cũng không có, vì như là không có tin tưởng lắm. Cho nên con thưa bác sư là, nhưng mà con lại chú tâm hơn vào các chuyện mà tụng kinh Lăng Nghiêm hoặc là tụng kinh hàng ngày á, thì con có vô cái đó thì con hình như con thường xuyên là cái đó, là con đã là 15 năm qua rồi, 20 năm rồi. Cho nên con cái sự hành thiền của con thì con cũng cố gắng, cũng 4 giờ con vẫn cố gắng để làm, để ngồi dậy để ngồi thiền với thầy Quảng Định. Nhưng mà hình như là con thấy không có, không biết làm sao là con chưa có tin tưởng vào ngồi hành thiền lắm. Cho nên con cũng xin thầy. Tại vì mình chưa hành nhiều ấy, thì nó chưa tin tưởng ấy. Giống như là mình phải sống với ai đó một thời gian rất là dài, thế thì mình sẽ có cái niềm tin được. Thì cũng như là cái pháp tụng kinh thì từ trước đến giờ mình đã duy trì lâu quá rồi đấy, nên cái niềm tin nó sâu quá, niềm tin nó mạnh quá, và bây giờ rất là khó để thay đổi. Nhất là bây giờ mà mình hành thiền mình lại bỏ tụng kinh ấy, mình sẽ cảm giác như là nó có cái nỗi gì đó, vì mình chưa biết là cái gì hơn cái gì, phải không? Dạ thưa thầy sư, đúng rồi đó. Nhưng mà thực ra thì nếu như mà tìm hiểu sâu về những cái pháp ở trong Phật giáo ấy, thì nó sẽ có pháp học, pháp hành. Tụng kinh nó chỉ là nằm vào trong một là để ôn lại pháp học, hai là tụng kinh là để mình cầu có cái sự gia hộ của chư thiên, hay là để tạo ra một cái phước. Thế tụng kinh là một là để tạo phước, hay là mình ôn lại pháp học. Còn tụng kinh không phải là pháp hành, không phải là con đường đi đến Niết Bàn. Nếu mà tụng kinh mà có thể giải thoát, có thể giác ngộ, có thể đi đến Niết Bàn, thì Đức Phật đã dạy mọi người phải tụng kinh mà không phải làm gì cả. Không phải giữ giới, không phải hành thiền, không phải thực tập các cái pháp gì vất vả khó khăn. Tụng kinh thì quá dễ dàng, ai biết chữ cũng tụng được hết. Thì do phải có cái chi kiến nó đầy đủ nên thì sẽ biết là cái pháp học đó là học kinh, tụng kinh cũng là để giữ lại pháp học, tức là duy trì lại pháp học, không phải là pháp hành. Còn hành thì nó có ba pháp, đó là giữ giới, hành thiền chỉ và thiền quán. Thì có sự thực hành thì nó mới có cái sự thành tựu chứng đắc được. Muốn đi đến Niết Bàn thì mình phải đi qua pháp hành. Còn chứ không được dừng lại ở cái việc tụng kinh lễ Phật, thì là cái trợ duyên đó. Tụng kinh chỉ là cái sự trợ duyên rất nhỏ bé. Ví dụ như là một người hành thiền thì mỗi ngày nên tụng một cái bài kinh rất là ngắn, tầm 10 đến 15 phút thôi. Và để cái thời gian còn lại mà ngồi thiền. Ngồi thiền thì mới phát triển được vào tâm, nó mới phát triển được tâm ninh. Ngồi thiền thì mới có thể đoạn trừ được 5 triền cái. Ngồi thiền thì mới có thể đoạn trừ được các cái phiền não. Nó mới có thể khai mở được trí tuệ, mình có thể giác ngộ được các sự thật, các cái chân lý tứ thánh đế đấy. Cũng phải do ngồi thiền thì mới giác ngộ được. Nên là phải suy tư để mình biết được là cái gì nó có lợi ích hơn. Thì lúc đấy thì cái tâm của mình nó có cái niềm tin lên được, thì nó mới có sự tinh tấn. Còn chưa có niềm tin thì nó không có sự tinh tấn. Còn là mình cứ đặt nặng là niềm tụng kinh nó có cái sự mầu nhiệm, có cái sự thiêng liêng gì đó, là mình bị tà kiến đấy, mê tín. Vì thực ra tụng kinh bao nhiêu năm mình có thấy là cái phiền não nó có bớt không, tham sân si nó có bớt đi không, trí tuệ nó có phát triển mạnh mẽ lên không? Dạ thưa sư, là con giống như là con vặt, con cảm giác là như vậy. Ví dụ như là 6 giờ con phải ngồi dậy, bình thường á là con dậy con phải ngồi tụng kinh Lăng Nghiêm, con ngồi thiền khoảng 15 phút. Thì con ngồi thiền để cho tâm nó tịnh thôi, chứ còn không nghĩ đến chuyện mà cái gì hết. Con chỉ ngồi im đó nửa tiệm 15 phút. Bắt đầu con lại Phật, con tụng kinh Lăng Nghiêm, rồi sau đó con tụng kinh Sám Hối, rồi con tụng kinh Phổ Môn. Những gì con muốn làm trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, gần 2 tiếng đồng hồ, mà con thường xuyên như vậy. Hình như là con không làm cái đó là con cảm thấy bất an và không có vui. Cho nên là cái đó là con không bỏ được từ bao nhiêu năm nay. Dạ, cho nên là con bây giờ kêu con hành thiền thì con cũng cố gắng con hành thiền, nhưng mà con không biết là con nghe nói là có ánh sáng hoặc là có cái gì, con chưa bao giờ cảm giác ra cái chuyện đó. Và con cũng cố gắng, nhưng mà con
cái chuyện cái hình như là cái tâm mình nó chưa có vững, nó chưa có tin tưởng lắm về vấn đề đó, cho nên con cũng cố gắng. Cho nên từ hôm hai lần là lần thứ hai con được vô để mà nghe trình pháp của quý Phật tử, thì con cũng lắng nghe để coi thử mình học hỏi thử như cái gì để mình tìm hiểu để mình học. Nhưng mà con có suy nghĩ là ví dụ như là mình ngồi mình tụng kinh thì mình để tâm hết vô, ví dụ như con tụng kinh Lăng Nghiêm thì con phải hoàn toàn để cái tâm vô trong kinh Lăng Nghiêm, chứ con không được chuyển qua cái một cái chuyện khác, để cho mình đọc cho nó rõ ràng và nó đúng, chứ không thì nó bị xị bị. Thì con nghĩ là nếu như mình hành thiền thì mình cũng phải làm như vậy, nhưng mà tại cái tâm của con hình như là nó bị tụng kinh nó đã đi nhiều sâu vào của con rồi, cho nên con cũng cố gắng, con nghĩ thấy hành thiền nó sẽ khỏe hơn là tụng kinh, Cũng khỏe tại hơn, dạ con có thấy là như đúng vậy, nhưng mà con chưa làm được. Dạ ừ. Bây giờ cô phải mạnh mẽ lên và dám từ bỏ những cái, tức là mình muốn lên một cái bậc thang thứ hai mình phải bỏ được bậc thang thứ nhất, muốn lên được dạ bậc thang thứ ba thì phải bỏ được bậc thang thứ hai. Từ trước đến giờ cũng nhờ cái sự tụng kinh cô đã có được cái niềm tin về Phật pháp, cũng đã có được cái tâm nó có hoan hỷ an lạc, nhưng bây giờ cứ chấp trước vào đấy mình không có tiến bộ lên được thì dạ cũng không bao giờ đạt được những cái pháp cao thượng thù thắng hơn, mà tụng dạ kinh nó mất hơi sức rất là nhiều, nó tổn hơi sức ấy, và cái sự hành dạ thiền nó sẽ tạo cho mình có cái năng lượng tâm linh nó sung mãn hơn, nó có cái sự hỷ lạc, có cái khinh an, có cái sự làm cho cái nội tâm của mình nó cao thượng hơn rất nhiều, phát triển ra dạ được cả về định, về tuệ, thì nó sẽ phát triển rất là nhiều. Còn cứ bị tham ái và chấp thủ vào một cái pháp rất là tầm thường đấy thì mình sẽ không thể tiến bộ được. Dạ. Nên nếu như mà muốn đi sâu về để tiến bộ ở trong cái pháp hành thì nên dành cái thời gian tụng kinh đấy mà hành thiền thì nó sẽ có lợi ích hơn. Dạ, mô Phật, dạ thưa sư à. Con cảm ơn sư nhiều lắm à. Dạ. Dạ. Rồi. Loan Liễu. Dạ, xin mời hành giả Loan Liễu ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Chưa mở mic nha. Dạ, bạch sư đã mở. Mời hành giả Loan Liễu mở mic ở trên điện thoại ạ. Dạ. Mất Dạ. rồi. Dạ, thưa lại mất rồi ạ. Được. Anh hàng ngày có tập thiền không? À. Sư chưa nghe được, nó bé quá. Alo. À. Sư nghe thấy con nói không ạ? Nghe nghe được nhưng mà nó không rõ. Nó cứ thoang thoảng nghe nó rất là nhỏ. Chắc nghe cái điện thoại nó bị sao. Hàng ngày tập thiền có đều không? Con bạch sư là một tuần trở lại đây con bắt đầu hành thiền đều rồi. Một tuần nay là hành đều rồi nhỉ? Một ngày được mấy tiếng? Ngày chắc là cái này gần trở lại đây chắc khoảng một độ có hơn 5 tiếng hoặc hơn 5 tiếng. Vậy là được nha, cứ duy trì đều đều vậy đi ha, đều 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 thì dần dần nó sẽ tăng lên. Hồi hồi thì nó vọng tưởng nhiều không? Dạ con bạch sư, tức này con cũng có ít vọng tưởng, không nhiều Thì lắm. tốt, buông bỏ, buông xả nhiều ha, buông xả, tập cho mình có một cái tâm buông xả mà nó không có bị vọng tưởng cái chuyện gì cả, qua rồi thì nên bỏ qua nó đi.
Để chăm chú ở hơi thở và nhất tâm trên hơi thở, phát triển cái tinh tấn đi, tinh tấn chánh niệm mạnh đi. Để khi ngồi thiền thì toàn tâm toàn ý buông bỏ hết những cái bận rộn, những cái năng sang, những công việc. Để thực hành rồi cái nó sẽ phát triển cái định. Bây giờ là còn định không, còn ánh sáng không? Dạ con bạch sư, là 2-3 hôm nay thì cái thời buổi chiều ấy con ngồi được khoảng độ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng, thì con có rất là nhiều lúc con cũng không biết đó là ánh sáng hay là mình cảm nhận được ấy, là con thấy nó bừng sáng lên rất là nhiều lần. Vậy là nó vẫn chưa rõ ràng ấy, chưa rõ ràng thì cứ kệ nó, vẫn cứ nhận biết hơi thở á, nhận biết hơi thở ở cả bốn cách ấy. Nhận biết hơi thở vào ra, nhận biết hơi thở ngắn dài, nhận biết toàn thân hơi thở. Vậy thôi, cứ biết hơi thở như vậy. Liễu Thăm Mi Cá. Dạ, vâng ạ. Xin mời hành giả Liễu ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Con kính cảnh giới sư ạ. Đập thiền đều không? Con bạch sư, là cũng con cũng tuần vừa qua thì con bắt đầu được ngồi lại, con ngồi mỗi ngày được 3 đến 4 thời ạ. Mỗi thời được lâu không? Cũng có thời thì dài nhất được 3 tiếng, còn cũng có thời thì được 30 phút đến 1 tiếng. Cũng được. Được, định có phát triển định được không? Con sư, là cũng có thời thì con cũng có sự ăn chú, có thời thì con còn có trào cử và có sự hôn trầm. Kệ nó nhá, cái lúc mới ngồi kể cả nó hôn trầm cũng cứ kệ nó. Đôi khi nó trào cử hay là nó phóng, hay là nó phóng tâm một tí cứ kệ nó nhá. Rồi khi ngồi lâu thì tự nó nắng đi. Thế là nếu như nó vọng tưởng nó hôn trầm thì cứ ngồi thì nó tự nó hết đi. Thì nó sẽ tỉnh táo lại. Còn cái vọng tưởng nó lúc đầu nó có thì cũng cứ mặc kệ nó, rồi cứ ngồi nâu nâu thì nó dần dần nó sẽ nắng xuống. Dạ. Lúc nào cũng bám hơi thở chứ đừng để buông nó đi là được. Đừng có để quên đối tượng là được. Dạ. Để xong là cũng thay đổi nhiều cái cách nhận biết hơi thở ấy. Lúc thì biết vào ra, lúc thì biết là nó vào nhanh ra nhanh, hay vào chậm ra chậm, hay có thể biết. Thì lúc nó bắt đầu vào đến lúc nó kết thúc đi vào. Nó bắt đầu đi ra đến lúc nó kết thúc đi ra. Dạ. Dạ vâng. Dạ. Con kính tri ân sư ạ. Tinh tấn lên ha. Đến ai nhỉ? Đỗ Luân. Dạ. Dạ, xin mời hành giả Đỗ Luân ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Con kính bạch thầy. Con cũng con mới được nghe được thầy, con cũng đang tu tập và học hỏi. Hàng ngày có tập thiền không? Con cũng mới tập thì cũng được khoảng 30 phút. 30 phút một ngày hả? Vâng. Được mấy lần ngồi một ngày ngồi được mấy thời như vậy? Con thì ngồi được vào ban đêm tối khoảng 9 giờ đến 9 rưỡi. 9 giờ đến 9 rưỡi. Có thời gian ngồi được lâu hơn nữa không? Nên ngồi lên 1 tiếng được không? Dạ cũng có, nhưng mà con chưa có ngồi được tới đó, là mình muốn ra khỏi thiền. Nó đau chân hay là làm sao mà phải xuất thiền ra? Dạ, cả đau chân với mình cũng nhức mỏi. Nhớ là khi ngồi để cho cái chân nó được thoải mái nhá, đừng có giữ người nó cứng quá. Ngồi mà thân tâm nó vẫn có cái sự mềm mại tự nhiên nhá, và khi nào nó cảm thấy nó mệt hay nó căng hay là nó đau nhức thì đổi tư thế đi, thay đổi tư thế, tức là thay đổi cái chân ấy. Mình có thể duỗi chân ra xong rồi mình quanh chân lại, hoặc là mình đổi từ cái chân bên trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, để cho nó thoải mái, với lại để tâm nhẹ nhàng tự nhiên, chứ đừng có chăm chú quá thì nó sẽ không mệt. Ngồi càng lâu thì nó sẽ càng có cái sự hoan hỷ và an lạc. Nếu như mà mình ngồi đúng, ngồi nó có
cái sự quân bình ý, tức là nó không bị tập tinh tấn quá, không bị căng thẳng quá nhé. Thì ngồi một càng ngồi lâu nó mới càng 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 an vui đi. Cái thân tâm của mình nó có cái sự hỉ, cái tâm thì nó có cái hoan hỉ và cái thân nó có cái sự an lạc đi. Nên là cho nên là phải nghĩ rằng là mình ngồi như thế là ít quá, nó chưa có được cái hỉ nạc. Nên là phải ngồi nên từ 1 tiếng đến 2 tiếng nhá. Kéo dài cái thời thiền ra từ 1 đến 2 tiếng. Rồi dần dần sẽ cảm nhận được cái sự hoan hỉ và an lạc ở trong cái hành thiền đấy. Rồi dần dần sẽ ngồi đến 2-3 tiếng cũng được. Nhưng mà cứ ngồi như ngồi chơi, cứ ngồi như ngồi thư giãn nhẹ nhàng. Nhưng mà cái ý thức của mình luôn luôn phải nhận biết hơi thở ở trước ở mũi này. Thì cũng đừng dẫn cái tâm đi loanh quanh trên người mình. Đừng có tập trung mình trên trán này. Mình hướng hướng tâm dưới mũi là biết hơi thở vào ra nhẹ nhàng tự nhiên thôi. Tập đều đều đi. Dạ, bạch sư ạ, hiện nay có sư cô Diệu Ngát ạ, giơ tay lên ạ. Xin mời sư cô ạ. Cảm ơn bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Có bạch sư ạ. Có bạch sư ạ. Con ngồi thiền được 2 tiếng buổi sáng, nhưng mà con phải thay đổi chân 2 lần thì có gọi là một thời thiền không ạ? Có, vẫn là một thời thiền bình thường nhé, không sao nhé. Ngồi 2 tiếng là tốt rồi. Vậy ngồi được một lần đấy à? Được mỗi một thời buổi sáng đấy à? Buổi tối không ngồi à? Có bạch thầy là buổi sáng con ngồi 2 tiếng, còn buổi tối thì con ngồi 1 tiếng với lại cả tiếng rưỡi. Ừ, vậy được. Ban ngày thì con phải làm việc chùa cho nên là con cũng không có thời gian để ngồi ạ. Ngồi được vậy là cũng có tiến bộ rồi. Tinh tấn vậy thì ngồi nó có cảm thấy nó có thích thú với cái hơi thở không? Nó có hoan hỉ an lạc không? Con phải thấy là con ngồi thiền thì con cũng có thấy an lạc, nhưng mà con vẫn có vọng tưởng ấy ạ. Vọng tưởng kệ nó nhá. Dạ vâng. Cái lúc vọng tưởng nó đến thì ấy không, nó mình có đối trị được nó không? Có thể là xua nó đi được không? Buông xả nó đi được ngay được không? Con có ạ. Con thấy vọng tưởng thì con lại quay, con lại chú tâm vào hơi thở thì là cái vọng tưởng nó lại mất ạ. Đúng rồi, vậy là đúng rồi đấy. Chứ còn vọng tưởng thì không bao giờ nó hết. Chỉ có cái là mình có đối trị được nó hay không, mình có buông bỏ được nó hay không thôi nhé. Chứ còn mình luôn luôn biết cách là buông bỏ nó ngay từ sớm. Nó vừa mới đến một cái là mình đã buông xả ngay, để cho nó không bị mạnh lên. Thì cái chánh niệm mình nó vẫn duy trì được. Tức là cái sự thực hành thiền nó vẫn phải có cái sự tinh tấn trong cái lúc đấy. Tinh tấn về tâm ấy nhé. Tức là cái tâm của mình là luôn luôn là ngăn ngừa này, không cho những cái phiền não khởi lên này, và buông xả này, không để cho cái vọng tưởng nó được duy trì lâu này, giữ chánh niệm này, là để cho tâm nó không bắt sang cái đối tượng khác mà nó luôn luôn nhận biết hơi thở này. Đấy là những cái công việc, những cái nhiệm vụ mình vẫn phải tinh tấn trong cái lúc hành thiền đấy, chứ không phải là ngồi đấy là mình hưởng thụ cái sự an nhàn. Trong lúc ngồi thiền mình vẫn có cái sự tinh tấn cố gắng. Có mạch thầy là thế. Khi mà một thời thiền, ví dụ như là có thời thì con muốn thiền quán thân ấy, thì là cái suốt cái thời đấy là chỉ chuyên quán thân ạ. Quán thân, niệm hơi thở vào ra cũng là đang quán thân đó. Dạ. Quán thân ở đây là tất cả những cái gì nó thuộc về thân, ví dụ như là mình niệm về xác chết là quán thân, quán 32 thể trược là quán thân, hành nhận biết tứ đại là quán thân, biết hơi thở vào ra là quán thân, bởi vì cái hơi thở nó là một phần của thân. Đấy là mình đang niệm thân nhé, đang hành thiền niệm thân. Còn sau này hành đến thiền tuệ thì mình sẽ niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Thì nó cũng là một trong những cái pháp tứ niệm xứ đấy, nhưng mà đây nó chỉ là một cái ấy thôi, mới chỉ là một cái giai đoạn đầu thôi. Thì con bạch thầy, ví dụ như là con muốn quán tử thi thì làm suốt cái thời thiền đấy là mình chỉ quán về xác chết ạ. Bây giờ nên kết hợp quán xác chết khoảng 30 phút thôi rồi quay lại hơi thở. Ví dụ như là bắt đầu ngồi thiền thì mình hình dung ra cái xác chết,
cái niệm là xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh, cố gắng hình dung và tưởng tượng là cái xác chết thì nó đang bị thối, nó đang bị phân hủy, để cho nó có cái sự ghê gớm kinh cảm. Chú tâm trên xác chết khoảng 30 phút rồi quay về hơi thở thôi nhé. Còn sau này bao giờ mình hành đắc thiền hơi thở thì lúc đấy mình mới thực hành thiền niệm tử thi, và mình sẽ lúc đấy nó sẽ đắc thiền tử thi sau. Còn bây giờ mình quán cái nữa xác chết đấy để cho nó hỗ trợ cho cái thiền hơi thở này thôi. Dạ. Con mà thầy là khi con ngồi thiền ấy thì con cứ phải ngồi kiết già thì cái thân của con nó mới yên ấy. Thế mà con mà không ngồi kiết già thì cái thân của con nó lại cứ bị động ấy. Nếu ngồi được kiết già thì tốt, nhưng mà ngồi được lâu hay không, có ngồi được liên tục 1-2 tiếng không? Con bảo thầy là con ngồi kiết già thì cũng phải được, thì cũng chỉ được độ một tiếng hơn một tiếng là nó đau chân thì con lại buông ra một lúc xong rồi một lúc con lại phải bắt kiết già lên ạ. Con mà không mà ngồi kiết già thì nó lại cứ cái thân của con nó lại cứ động đậy ạ, nó không ngồi yên. Vậy thì cứ ngồi kiết già đi, ngồi kiết già được rất là tốt. Cứ ngồi cho nó quen lên nhá, để dần dần nó sẽ không đau nữa. Dạ vâng ạ. Con xin tri ân sư ạ. Rồi. Tiếp tục nha, Bùi Văn Dũng. Dạ. Dạ, xin mời hành giả Bùi Văn Dũng ạ, ban tổ chức đã mở mic ạ. Con hành lý sư ạ. Dạ con có hai câu hỏi pháp ạ, nhưng mà con gửi vào cái hòm thư từ hôm qua chưa thấy ban tổ chức đọc ạ, thì con trình pháp với chú luôn ạ. Trình pháp đi. Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên của con là con muốn hỏi là cái ánh sáng với hơi thở hợp nhất là nó như thế nào, có phải mình nhìn thấy cái hơi thở phát sáng lên không vậy? Đúng rồi đấy, đúng hơi thở nó sáng lên. Nhưng mà mình cũng đừng có tìm hiểu sâu quá. Thực ra bởi vì cái người mới có ánh sáng, nó chưa có hòa quyện với hơi thở, nó chưa có thường trực ở trước mặt, mà nó sẽ thường thường xuất hiện, nó lảng vảng ở cái khoảng trước mặt mà nó cách xa, nó cách hơi thở xa xa nhé. Và nó rất là yếu ớt, mong manh, rất dễ mất. Tức là nó rất là dễ bị mờ đi. Còn khi nào cái ánh sáng nó hòa nhập với hơi thở thì lúc đấy nó sẽ cái cường độ sáng nó sẽ rực rỡ, nó tỏa chiếu mạnh mẽ và nó sẽ luôn luôn ở trước mặt, ở gần hơi thở này. Có người sẽ hiểu ra được nhưng cũng có người không hiểu ra được, và mình cũng không cần phải tìm hiểu nó nhiều quá, nhưng mà mình cần phải hiểu rằng là phải giữ tâm ở gần hơi thở này để cho ánh sáng với hơi thở nó hợp nhất với nhau, bởi vì cái ánh sáng nó là cái tâm, cái tâm của mình. Còn cái hơi thở là đối tượng, và cái tâm nó phải bắt vào cái đối tượng này. Thì lâu ngày cái hơi thở này nó sáng lên thì nó gọi là nimitta. Hơi thở nó sáng lên nó là nimitta. Thì cái lúc đấy hai cái đấy nó hợp nhất với nhau thì mình mới đắc định được. Mình mới đắc được định sâu, đắc được cận định thì nó vào được an chỉ định. Đấy là trên lý thuyết thì như thế, nhưng mà thực hành thì mình cũng không cần phải phân tích ra như vậy. Thực hành có nghĩa là mình chỉ cần hiểu là ý thức của mình luôn luôn nhận biết hơi thở ở trước mũi này, chứ đừng di chuyển đi lung tung. Ví dụ mình đưa tâm lên đây, đưa tâm đi chỗ này chỗ kia, thì nó sẽ không có nhất tâm với hơi thở này được, thì mình không tiến bộ được. Nó chỉ thế thôi, để giữ cái tâm ở gần hơi thở này để cho nó mình đạt được những cái mức định sâu sắc và mạnh mẽ. Vâng, con câu hỏi thứ hai của con là con muốn hỏi con không nhớ ra từ đấy là gì nữa. Chúng sinh hữu tình nhé thầy, với lại chúng sinh như thế nào thì không phải chúng sinh hữu tình, bởi vì ví dụ bây giờ có ruồi muỗi vào trong chăn, trong màn của mình chẳng hạn, mình đập muỗi là sát sinh đúng không thầy? Và ví dụ như mình hàng ngày thì đến 6 tháng thì bác sĩ khuyên là nên tẩy giun một lần đấy thầy. Ví dụ tẩy giun như thế thì có phải là mình sát sinh không ạ? Những cái con, đúng là những cái con vật ấy mà nó biết đau đớn, nó có tâm thức, nó là chúng sinh hữu tình.
như con muỗi, con bọ, con diếc là nó là chúng sinh hữu tình. Nhưng mà nó có một số những cái con vật thì nó chỉ là những cái thời tiết thôi, ví dụ những con vi trùng, những cái con vi khuẩn, như là những cái con COVID, corona chứ đấy, thì nó chỉ là thời tiết thôi, nó không phải là cái con vật gì nhá, không, nó là chúng sinh vô tình, nó không có hữu tình đâu. Nên là đôi khi mình bị cảm hay là mình bị bệnh ấy, mình uống thuốc để mình tẩy những cái con vi khuẩn đấy ra thì không không có phản giới, không phản giới. Nhưng mà còn con giun thì nó cũng là một cái con vật đi. Nhưng mà mình chữa bệnh, đôi khi mình chữa bệnh thì mình vẫn phải tẩy trừ nó ra chứ mình cũng không tránh được. Cái đấy thì nó mặc dù nó cũng có một chút nỗi nhưng mà nó nhẹ. Thì có ví dụ như là bây giờ không có lẽ một cái con gì đó nó bám vào mình, nó ăn thịt mình cứ vui lòng để cho nó ăn. Mình không có tác ý là giết nó nhưng mà mình có tác ý là đuổi nó. Đuổi nó ra, đuổi nó đi. Như con muỗi nó cắn mình không có đập chết nó mà mình đuổi nó cho nó chạy đi. Dạ. Con này chưa. Rồi con đến tiếp theo ha. Phan Nga. Dạ vâng ạ, xin mời hành giả Phan Nga. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Con xin đảm lễ sư ạ. Ừ. Dạ mô Phật, con thưa sư. Cho con trình pháp ạ. Mấy bữa nay con về thì qua một thời gian cũng hơi bị rộn ràng. Hai ba ngày nay con cũng lấy lại được ngồi thiền cũng tốt lên được rồi. Thưa sư, con vẫn ngồi một ngày cũng được ba thời. Ngày tốt nhất thì được 4 thời. Thì thời dài nhất thì vẫn được 2 tiếng. Có thời thì được 1 tiếng rưỡi, có thời thì được 1 tiếng thôi. Con thưa sư là khi con ngồi, con vẫn cố gắng, con vẫn nghe sư giảng và sư vẫn các bạn trình pháp thì sư đã giải thích thì con cũng đã hiểu hết, nhưng mà con vẫn cố gắng để giữ cái khi mà có cái thời con bị phóng tâm nhiều, là có nhiều khi nguyên một tiếng đồng hồ luôn con bị phóng tâm gần một tiếng đồng hồ đó luôn. Còn có thời thì con ngồi rất là tốt, có nghĩa là con vào thì có thể là nó rơi vào ba vung ga một lần thì khi con tỉnh con không thể biết được là lúc đó con rơi vào lúc đó luôn, đến khi con tỉnh ra thì con mới biết là con rơi vào, mình vừa mới rơi vào ba vung ga thì lúc đó con tỉnh lại thì là nó bắt vào hơi thở liền, cho nên con không biết là nhờ sư chỉ cho con làm sao để mình biết là chuẩn bị và mình rơi vào cái trường hợp đó để mình tinh tấn hơn. Vậy thì do cái có thể là ngồi nó tĩnh nặng quá, ngồi để tâm vào hơi thở ấy. Vậy thì trước khi nhận biết hơi thở phải thực hành thiền tâm từ khoảng 30 phút nhé. Có biết cách giải tâm từ không? Biết cách giải tâm từ, giải tâm từ đến một người cũng được hoặc là đến nhiều người cũng được. Ví dụ như là mình hình dung ra rất nhiều người ở trong nàng của mình ấy. Đến tất cả mọi người chung chung vậy cũng được nhá. Nhưng mà mình tác ý là cầu mong cho mọi người được an vui hạnh phúc. Cầu mong cho mọi người được an vui hạnh phúc. Giải như thế trong vòng khoảng 20 đến 30 phút đầu. Thì mình phải cố gắng hình dung cái hình ảnh của mọi người cho rõ ràng. Cho cố gắng tức là rõ đến mức có thể. Càng rõ càng tốt. Thì cái lúc đấy mình có cái sự tập trung cao độ như vậy là cái tâm nó sẽ căng lên, là nó sẽ không hôn trầm nữa. Nó bớt hôn trầm đi. Thì rải như thế khoảng 30 phút sau rồi thì hướng để tâm về nhận về trước hơi thở này. Thì lúc đầu phải đếm hơi thở. Hơi thở báo ra đếm 1 và ra đếm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì lại quay lại đếm từ 1 đến 7 đến 8 hoặc đến 10. Thì đếm như vậy một lúc sau thì lại nhận biết hơi thở vào ra. Vào biết vào, ra biết ra. Mà thấy cái dấu hiệu mà cái tâm nó nhàm chán rồi thì lúc đấy lại quay sang nhận biết hơi thở này, nó bắt đầu đi vào này, nó kết thúc đi vào, bắt đầu đi ra, lúc nó kết thúc đi ra này. Thay đổi nhiều cái cách đi để cho cái tâm nó bận lên một tí.
cái tâm nó phấn chấn lên một tí, nó bận rộn lên một tí thì nó sẽ không rơi vào hôn trầm được. Còn cái hôn nào mà cái sóng tâm nó nhiều quá thì đứng lên đi thiền hành một lúc xong rồi vào ngồi. Đừng để cho khi mà nó phóng tâm nhiều quá mà cứ ngồi mà nó phóng tâm như vậy mình không làm chủ được ấy. Thì nó sẽ rất là mệt, nó áp lực, nó căng thẳng. Con thì, con thì hôm đấy nên đứng lên mà đi. Dạ. Thưa sư, con có những thời con ngồi an ổn vô cùng luôn á, nhưng mà con vẫn biết hơi thở, nhưng con vẫn nghĩ cái chuyện xưa quay lại á sư. Nó lẫn quẩn mà con vẫn thấy được hơi thở con, nhưng mà con vẫn cứ nghĩ tới. Thì con xin hỏi sư, ví dụ như chuyện mà mình đã qua rồi mà giống như là mình có thể bị oan ức, hoặc là mình có thể không giải thích được, người có thể nghĩ sai về mình, xong cái đó con biết là cái phương pháp các sư vẫn dạy, nhưng mà con vẫn chưa có đủ thời gian để con quên đi ấy, cho nên là nó vẫn quay lại. Thì con xin sư cho con là ví dụ như khi mà con phóng tâm như vậy, vâng, con vẫn ngồi yên, sư, người vẫn thẳng đơ, vẫn ngon lành, nhưng nó cứ chạy hồi nào không hay sư, rồi một hồi nó quay về, xong rồi con cố gắng đếm như sư nói rồi nó lại chạy tiếp. Rồi cố gắng lúc ấy nghĩ đến một cái chuyện vui là nó sẽ quên cái chuyện buồn phiền đi. Rồi dần dần thì nó sẽ hết đi. Dần dần mình phải có tác ý, có ước muốn. Có tác ý là sẽ buông xả, có cái ước muốn là làm cho cái tâm nó được an vui, an lạc, định tĩnh. Thì dần dần thì nó sẽ hết đi. Mà càng ngăn ngừa được nó, khi mới bắt đầu nghĩ đến một cái mình buông bỏ được thì tốt nhất. Đừng để cho nó mạnh rồi, tức là một cái vọng tưởng nào đấy khi nó đã mạnh mẽ lên rồi rất là khó buông đi. Nhưng mà khi nó mới bắt đầu khởi lên, mình đã có thể buông, ngăn ngừa, ngăn chặn được nó thì nó sẽ có tác dụng cao hơn. Lúc nào mình cũng phải nghĩ rằng là tất cả mọi chuyện gì đó vui buồn nó không quan trọng, mà quan trọng mình có được cái tâm thanh tịnh, cái tâm mà nó không phiền não. Lúc nào mình cũng phải thấy được cái sự nguy hiểm của cái tâm có phiền não. Lúc đấy mình chết với một cái tâm mà nó còn đang sầu bi yêu não, mình sẽ đọa vào những cõi khổ đau. Đấy mới là cái đáng sợ. Mình phải nghĩ rằng cái đấy mới đáng sợ. Chứ còn cái chuyện nọ chuyện kia ở trên cuộc đời này là chuyện thì nó không đáng sợ lắm. Nhưng mà mình chết với một cái tâm có những cái phiền não, có thì đấy mới đáng sợ. Dạ thưa sư, hồi nãy sư có dạy con là cái rải tâm từ trước khi ngồi thiền đó, sư. Thì nếu mà mình sợ phóng tâm về cái chuyện cũ quay về, cố gắng mình nghĩ điều hoan hỷ, điều tốt về cái chuyện đó. Thì con có thể rải tâm từ cho cái một đối tượng đó thôi. Tại vì đôi khi vì một đối tượng đó mà nó làm cái sự phiền não mình đã bỏ qua rồi, nhưng mà nó vẫn quay về á con. Chia cho một đối tượng không được, phải rải tâm từ đến người mà mình hoan hỉ, mình kính trọng. Chứ bởi vì cái tâm từ của mình bây giờ nó còn rất là yếu, nếu rải tâm từ đến những cái người mà mình đang phiền não thì nó sẽ không thể dập tắt được cái phiền não đấy, mà nó càng mạnh lên nhé. Mình phải rải tâm từ đến, thứ nhất phải là người cùng phái, mình không được rải tâm từ đến người khác phái, không được rải tâm từ đến người nam, người nữ, phải rải tâm từ đến người nữ. Và vì cái tâm từ nó còn yếu, mình phải rải tâm từ đến cái người mình hoan hỉ kính trọng, chứ không được rải tâm từ đến cái người mà mình đang buồn phiền, đang bực bội. Nên sau này phải có được một cái năng lực của tâm từ nó mạnh, cực kỳ mạnh rồi thì mới được rải tâm từ đến những người mà mình đang phiền não này. Dạ, được. Con cảm ơn sư. Dạ, con bạch sư ạ, hiện nay có 3 câu hỏi qua kênh YouTube ạ, con xin đọc lên. Dạ, con bạch sư, câu hỏi của hành giả Nguyễn Thị Hiền ạ. Con bạch sư, khi con chú vào ánh sáng, người con thăng lên, có cảm giác lơ lửng trên không trung và thân con tự động nghiêng sang một bên hoặc ngả ra sau ạ. Con xin sư chỉ dạy ạ. Chú vào ánh sáng, thì nếu như mà mới có ánh sáng hoặc ánh sáng chưa mạnh mẽ thì chưa nên chú vào ánh sáng vội nhé. Vẫn quan sát hơi thở cùng với cái ánh sáng đấy, tức là mình nhận biết hơi thở thì ánh sáng nó sẽ hòa quyện với hơi thở, nhưng mà mình vẫn lấy hơi thở làm đối tượng.
Đấy là ở cái giai đoạn đầu. Còn nếu như có thể duy trì cái ánh sáng liên tục 3 tiếng liền mà nó không gián đoạn ấy, thì lúc đấy mới chắc chắn là ánh sáng đã vững vàng, đã mạnh mẽ. Thì lúc đấy hãng để tâm vào ánh sáng. Để tâm vào ánh sáng mà để vào một cái điểm nhỏ nhỏ ở trước mũi thôi thì nó sẽ không xa. Nhưng mà nếu như khi để tâm vào ánh sáng mà mình để vào một cái khoảng lớn như thế này thì là nó sẽ có cái sự chao đảo, nó có cái sự dao động. Lúc đấy mình chỉ cần tập trung vào một cái điểm nhỏ nhỏ thì nó sẽ hết đi. Nhưng cũng có những trường hợp cái định nó rất là mạnh và cái lực của cái lực hút nó rất là mạnh, nó vẫn làm cho cái người mình nghiêng ngả nó kia. Thì lúc đấy mình cũng cứ mặc kệ nó nhé. Mặc kệ nó, mình thấy cái người nó chao đảo quá thì giữ nó lại một tí, có tác ý giữ nó lại một tí, đừng để cho nó chao đảo quá. Còn nó hơi hơi nghiêng nghiêng một tí thì không sao cả, không vấn đề gì. Nhưng mà cái việc mà chuyển tâm, chú tâm vào ánh sáng thì phải xem xét lại em là đã, cái định nó đã được tốt đến cái mức mà mình có thể để tâm sang ánh sáng được chưa nhé. Khi nào mình giữ được cái ánh sáng ấy khoảng 2 tiếng hoặc là 3 tiếng liền nó không mất thì lúc đấy mình mới chú tâm vào ánh sáng. Còn nếu mình chưa được như vậy thì cứ để tâm nhận biết hơi thở thì sẽ tốt hơn. Dạ, con bạch sư ạ. Câu hỏi tiếp theo từ hành giả Lục Trần ạ. Dạ, con bạch sư, nếu thời ngồi thiền con phóng tâm nhiều, con vẫn cố ngồi hết thời thiền, vậy khi chia phước đến chúng sinh, phước báu đó có ít đi so với thời thiền mình định tâm tốt không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Có ít đi. Cái phước của mình nó ít ấy, thì mình chia thì nó cũng ít đi chứ nó không 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 bằng cái phước mà nó lớn được. Cho nên mình phải cố gắng thực hành nó tốt hơn đi. Nó tốt hơn thì chia phước thì nó cũng sẽ tốt hơn. Dạ, con bạch sư ạ. Câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hoàng Biên ạ. Dạ, con xin sư cho con được hỏi, tâm con thường bắt vào hơi thở xung quanh hai bên lỗ mũi thì có đúng không ạ? Với những khi tâm con bắt vào hơi thở ở một bên lỗ mũi thì đầu con lại nghiêng về bên đó ạ? Đấy là do cái sự chăm chú nó cũng hơi 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 bị thái quá. Nên thản nhiên hơn, nó bắt vào đâu thì nó bắt kệ nó, đừng có đi suy xét và chăm chú nhận biết nó quá đấy, quan sát nó rõ ràng quá. Thì giảm bớt cái sự quan sát đấy đi nhá, đừng để cho nó rõ ràng quá như vậy. Chỉ cần biết hơi thở vào ra ở trước cửa mũi là được rồi, còn nó ở bên nào thì mặc kệ nó. Chứ cũng tức là giảm bớt cái quan sát đấy đi, chỉ cần nó là hơi thở đi vào đi ra là được rồi. Còn nó nghiêng ngả cũng không sao, kệ nó, miễn là hơi thở là được. Dạ, bạch sư ạ, câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hà Nguyễn ạ. Dạ, kính bạch sư, dạo gần đây con thấy mình xuất hiện nhiều tật xấu, tác ý xấu về người khác hoặc người có lưới đức. Con đã nhận biết nó rồi nhưng vẫn thể hiện ra, đây là quả trổ hay là tập khí ạ? Mà cái đấy nó là do tác ý, nó cũng một phần là do tập khí, nhưng mà nó phần nhiều là do cái tác ý, cái sự nhìn nhận của mình, cái phiền não nó sinh lên ở thời điểm hiện tại. Nó cũng nhiều nguyên nhân lắm, thì mình không cần đi tìm nguyên nhân gì cả, mà bây giờ mình chỉ biết rằng là mình có cái ước muốn là phải dứt bỏ được cái tâm này. Mình biết cái tâm này là nó sẽ sinh ra phiền não là không tốt rồi, thì mình cần phải thay đổi cái tâm lý này đi thôi. Mình chỉ cần tác ý những cái tâm sân, đây là những cái tâm sân ấy. Sân thì nó sinh lên từ nhiều vấn đề lắm, nhưng mà nhờ ước muốn là mình dứt bỏ được nó đi thì mình lại phải thay đổi cái suy xét, cái nhận biết của mình. Thay đổi là đó là mình tác ý, mình để ý, mình nhận biết những cái công đức của người khác nhiều hơn, là luôn luôn nhìn vào những cái tốt của mọi người nhiều hơn là nhìn vào cái xấu của mọi người. Tức là khi cái tâm nó nghĩ sang cái xấu của mọi người, mình bảo là như thế này sẽ không tốt, nó sẽ sinh đến tâm sân. Nên là mình nghĩ ngay đến cái tốt của mọi người, cái là nó sẽ thay đổi đi ngay. Thì lâu ngày nó sẽ thành cái thói quen, thì sau này mình sẽ không có suy xét mọi người nữa. Ví dụ như là ngay trong cái giao tiếp hàng ngày, cái người đấy mình hay nói tốt về mọi người chứ đừng nói xấu mọi người, thì nó sẽ thay đổi được. Thì từ những cái hành động đấy nó mới thay đổi được cái tâm lý, cái tính cách của mình. Dạ, bạch sư ạ. Hiện nay đã hết các câu hỏi ạ. Để tìm ai mới thì hỏi nhá. Dạ. Để sẽ hỏi đến. Có một khuôn mặt là Thuận Phúc này.
Dạ vâng ạ, xin mời hành giả Thuận Phúc ạ, ban tổ chức đã mở mic ạ. Vâng, con một bạch sư ạ. Ừ, nhìn thấy lần đầu tiên. Yeah. Dạ, con thấy hồi thì giác trên YouTube thì còn vào còn nghe. À, thế hàng ngày có tập thiền không? Dạ, có. Nói chung là gần... anh làm sao? Thực hành thì con hay bị đổi hai cái đề mục là hơi thở với phòng xẹp. Phòng xẹp với hơi thở ạ. Nên dạ. Quan nên để tâm nhận biết ở trên cửa mũi này thôi. Nếu mà muốn có được cái định sâu ấy. Khi mà quán phòng xẹp thì nó không phải là quán hơi thở nữa mà nó là niệm tứ đại. Nó là niệm cái phong đại đấy. Đất nước nửa gió đấy. Còn nếu mà hành thiền hơi thở thì phải nhận biết ở trên mũi này. Thì giữ cái tâm ở trên cửa mũi này từ đầu đến cuối để cho mình có được cái định sâu. Còn nếu mình thay đổi như thế định nó sẽ yếu đi, không phát triển đến định cao được. Có một vấn đề là con ngồi thì cũng con cũng nghe hay hỏi sư qua Zalo thì sư cũng nói là cố gắng ngồi thiền lâu, nhưng mà con ngồi đến tầm 40-45 phút bắt đầu tâm nó bị chán, tâm nó muốn buông bỏ. Vậy nó cũng bị dính cái đau cái trên thân ấy. Thì lúc ấy con chưa có cách giải quyết, lúc ấy nó cũng bứt rứt lắm, nên con thường phải xả chân thì con mới ngồi tiếp được, chứ con không cố được ấy. Thì... lúc đấy thì nên thay đổi cái tư thế ngồi đi, duỗi chân ra xong là lại quanh lại, hoặc là thay đổi cái chân ở bên trong sang bên ngoài đi, ngồi để tâm nhẹ nhàng tự nhiên thì nó sẽ không chán. Do ngồi nó có bị áp lực, nó có ức chế, nó có cái khó chịu gì đó trên thân tâm cho nên nó mới chán. Thường thường chán là do cái có thể là cái cách ngồi của mình nó chưa được tốt lắm, mình phải kê một cái mền đi, êm xuống dưới ngồi để cho nó khỏi bị đau, và phải có một cái tấm gì đó ở kê dưới mông để nó nâng cái lưng của mình lên, ngồi nó không bị mệt, ngồi nó không bị mệt đấy. Có một cái tấm để ngồi thiền đấy, mù đoàn đấy nhá, ngồi lên trên cái tấm đấy thì nó không mệt, chứ còn ngồi nó mệt thì nó sẽ không ngồi được đâu. Vậy nên đấy là những cái mà mình để ý. Với lại khi là nó đau chân thì đổi chân, đổi tư thế đi. Và khi nó sẽ theo cái thói quen 40 phút là nó sẽ muốn xả thiền, thì cái ngày hôm đấy mình phải tác ý là hôm nay ta sẽ ngồi nhiều hơn 40 phút, phải ngồi lên 1 tiếng 60 phút hoặc là 1 tiếng rưỡi. Thì đến cái giờ đấy nó có muốn xả mình nhất định không xả. Mình phải vượt qua được nó một lần thì lần sau nó sẽ tiếp tục, nó sẽ vượt qua được. Còn nếu mà mình cái tâm nó yếu quá, nó dễ ruôi quá, nó cứ muốn xả thiền một cái hay là nó mệt mỏi một cái mình lại xả thiền ngay, thế là lần sau là nó cứ đến cái giờ đấy là nó sẽ buông ra. Nên là phải cố gắng vượt qua nó đi, và mình nghĩ là ngồi như thế này quá ít, không đạt được những cái định sâu. Thì mình có cái ước muốn là sẽ ngồi nhiều hơn rồi dần dần nó sẽ ngồi tăng lên thôi. Cho con hỏi rõ cái ý của sư là từ xả của sư ở dùng đây là lúc đấy nếu đau quá con vẫn đổi chân bình thường, nhưng mà ý của đây con hiểu là mình có cái lúc mà đau quá là mình nhắp vẫn, mắt vẫn nhắm, nhưng mình có cái tác ý là sẽ ngồi đến cùng, mình đứng lên vẫn là tư thế ngồi đúng không? Ừ đúng rồi, vẫn nhắm mắt, mình vẫn cố gắng vẫn ngồi tiếp. Lúc ấy tự mình nhắc nhở mình không xả, vẫn tiếp tục ngồi. Cứ để thân tâm nó nhẹ nhàng tự nhiên ý, thì nó sẽ không mệt. Còn nếu mà mình có một cái gượng ép gì đó ở thân hoặc gượng ép gì đó ở tâm thì nó sẽ mệt và nó sẽ muốn xả thiền và nó sẽ không ngồi được đâu. Nên là đừng có gượng ép gì, cứ thoải mái tự nhiên như ngồi chơi, như ngồi thư giãn nghỉ ngơi. Có cái nó liên quan tới vấn đề về lối sống con ấy sư. Thì đôi lúc có những cái thời điểm mà tính gọi là cái nhu cầu của con nó khởi sinh ấy, người con nó cứ bứt rứt nóng nực, nó làm con khó chịu trong tâm. Lúc đấy con chưa biết cách nào để ổn định, vì con để ý những cái ngày nào con bị như vậy thì thường con không nghĩ với vấn đề thực hành mà nó cứ quẩn quanh cái sự thỏa mãn, cái sự để cho quên mất cái cảm giác bản năng mình khởi lên sự, thì con vẫn chưa biết cách giải quyết đến vấn đề này.
Nếu mà muốn diệt trừ được cái tâm những cái tâm tham dục tham ái gì nó khởi lên ấy thì chỉ có quán về tử thi là nó sẽ mạnh nhất. Ví dụ như là mình nhắm mắt là mình hình dung ra một cái xác chết. Đã nhìn xác chết bao giờ chưa? Chưa. Chưa thì phải đi tìm một cái xác chết nào đấy đến nhà xác nhìn được. Hoặc tìm một cái ảnh nào mà người ta chụp những cái xác chết ấy mà nó ròi bọ, nó rút rỉa, nó rất là nhiều khủng khiếp ấy. Hoặc là đi đến đâu đó ở nhà ai mà người ta có đám chết nào ấy, hay là đến cái nó thiêu, nó hỏa táng ấy, để mà nhìn một cái xác chết người ta mới chết được, nhìn chăm chú và mà ghi nhớ cái hình ảnh cho rõ ràng nhé. Mà cố gắng tìm một cái xác của người cùng phái, người nam ấy. Sau đó mình về mình ngồi mình hình dung tưởng tượng cái xác chết ấy, mình cứ niệm là xác chết, xác chết, xác chết, xác chết, xong rồi xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh. Vậy thì khi mà mình chú được tâm, chăm chú được trên cái xác chết đấy, một cái là nó rồi mình phải quán cái xác chết này nó rất là hôi thối, mình phải thấy được cái mùi thối của nó, để thấy được cái sự ròi bọ nó đang phân hủy ở trong đấy, mình thấy ghê gớm, kinh sợ lên thì ngay lúc đấy là nó sẽ chế ngự được hoàn toàn, chế ngự được, nó chỉ chế ngự tạm thời thôi, chứ còn cái này hàng ngày phải luôn luôn, cả trong những cái sinh hoạt hàng ngày cũng vậy, mình phải biết cách đừng có đi nhìn những cái hình ảnh gì nó hấp dẫn quá, đừng có suy tư nó nhiều quá. Thế này, mình luôn luôn quán cái thân nó là hôi thối bất tịnh, lúc nào mình cũng phải quán là mình không nhìn, không nên để tâm nó suy tưởng cái hình dáng của con người, mà nó phải suy tưởng cái bên trong của cái con người, mình phải thấy là nó có phân, có nước tiểu, có sâu bọ, có giỏi bọ, có run sán, rồi là tất cả những cái chất bên trong ấy nó rất là hôi thối. Thì lúc đấy quán như vậy một thời gian dài thì cái tuệ quán ấy nó mạnh đi, thì cái trí quán tưởng của mình nó sẽ mạnh lên, thì lúc đấy nó sẽ ức chế, nó đè nén. Phần sau này thực hành thiền này nó cũng sẽ đạt đến cái sự ni dục, thực hành kể cả mình chú trên hơi thở mà liên tục 1-2-3 tiếng liền, mà thực hành đều đặn hàng ngày, thu thúc các căn, giữ chánh niệm tỉnh giác nhiều, thì trong cái pháp thực hành thiền nó cũng sẽ đạt được đến cái sự ni dục hoàn toàn. Nên cứ tinh tấn thực hành thì nó sẽ dần dần nó sẽ tốt đi. Có một cái là giả dụ như khi mà con sân thì con niệm tâm từ, con có cái cảm giác là nó có sự chuyển hóa. Đúng, vậy thì cũng nên tập cả tâm từ nữa. Cũng có lúc thì mình đại tâm từ, có lúc thì phải quán về cái sự bất tịnh. Có lúc thì chú tâm nhận biết hơi thở vào ra. Rồi, cứ thực hành đi nhá, cứ tiếp tục thực hành vậy đi. Dạ, bạch sư, hình như hành giả vừa rồi bị mất tín hiệu. Để tìm một người khác. Sẽ có hành giả Serena. Dạ vâng ạ, xin mời hành giả Serena. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ bạch sư, có lẽ hành giả Serena không trình pháp ạ, con có mở mic ở đây có Nguyễn Hải Bình. Dạ. Dạ xin mời hành giả Nguyễn Hải Bình ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ bạch sư. Cảm ơn mời hành giả. Thầy ạ, con hôm nay con vào thì không có gì để chỉ cho con, muốn học hỏi những cái phần mà các bạn tập cả trong lúc hành thiền ấy. Con mới tập thiền thôi, con không ngồi được lâu, con bị con cũng cứ bị thoát ra, nhưng mà con vẫn nghĩ là do con mới, con còn chưa làm được, con chưa quán được hơi thở cho nó đúng thì hay như vẫn bị loạn, có thể nghĩ lung tung hay nhử vật, thì con đang cố gắng mới thiền được hơn 10 ngày rồi ạ. Hơn 10 ngày chỉ buổi sáng thôi, buổi sáng con ngồi được một tiếng, nhưng mà hôm trước con cũng chỉ phải chân đau thì thầy bảo không cần phải
không cần phải ngồi kiết già thì con cũng ngồi bình thường, nhưng mà con cứ cứ bị lìa ngồi, xong cứ như của mình rõ ràng là con vẫn vẫn biết là con ngủ gật, biết là mình gật xong lại tràng cái dãy, xong lại tiếp tục ngồi nhìn cứ đếm hơi thở. Lúc thì tự nhiên nó lại cứ cảm như của mình ngủ gật đi, nhưng mà vẫn là biết là mình ngủ gật, nhưng mà không lấy sợ gần mình. Cứ kệ nó nhá, cứ cố gắng nhận biết hơi thở, kể cả trong cái lúc nó hôn trầm, nó buồn ngủ ấy, vẫn vẫn cố nhận biết hơi thở, chứ đừng để cho nó mất hơi thở nhá, đừng để cho nó mất hơi thở là được. Rồi nó hôn trầm ấy rồi nó dần dần nó sẽ hết đi, ngồi mà lúc sau nó sẽ hết đi, và để tâm sát vào cái da ở cửa mũi này, để nếu là nó hôn trầm vậy thì thấy cái hơi thở nó rõ ràng hơn, vì lại nhắc nhở cái tâm nhiều hơn là tập trung vào hơi thở. Khi nó cứ hơi nghĩ sang chuyện khác một cái thì nhắc nhở cái tâm là buông bỏ cái suy nghĩ này đi, tập trung vào hơi thở, tập trung vào hơi thở. Vậy là bị là lúc đếm xong tự nhiên lại không nhớ là mình đếm đến đâu rồi, xong rồi bắt đầu nghĩ thì nó lại bị lãng đi, thì lại bắt đầu lại từ đầu, từ một. Cũng đếm cũng được mà không đếm cũng được. Nếu như đếm mà cảm thấy nó cứ loạn, nó không rõ ràng thì không cần đếm nữa, chỉ cần biết hơi thở đi vào đi ra thôi. Đi vào biết nó đi vào, nó đi ra biết nó đi ra. Nhưng mà mình phải có cái hoan hỉ, có cái sự thích thú, có cái sự chăm chú với cái hơi thở đấy, có cái sự tha thiết, có cái sự nhiệt tâm tinh cần với cái hơi thở đấy. Khi ngồi như vậy xong là đến lúc không không ngồi nữa, con để chuông, nhưng mà đến lúc chuông nó kêu ấy, con không ngồi nữa thì con lại thấy lúc đấy lại cảm thấy là ngồi như vậy, nó lại cảm nhận muốn ngồi, xong rồi thì con mình lúc đấy tự nhiên mình muốn ngồi, thì con nên ngồi tiếp nữa không hay là thôi? Có nên ngồi tiếp. Vâng. Nếu như mình cảm thấy còn muốn ngồi nữa thì cứ ngồi tiếp. Tắt cái chuông đi. Thì hết chuông rồi thì con tắt chuông, con cảm thấy muốn đứng dậy, muốn ngồi thêm tí, không biết là mình ngồi như vậy có được không. Được được, cứ ngồi tiếp đi ha. Vâng. Cứ ngồi tiếp càng lâu càng tốt. Vâng. Ngồi mình phải rất là thoải mái, ngồi ở đâu cũng được, ngồi tư thế nào cũng được, ngồi bao lâu cũng được. Vâng. Ngồi ngắn được, ngồi dài. Nếu mà con chỉ ngồi được vào buổi sáng thôi, tối con không ngồi được thì có sao không ạ? Không sao. Thực ra mình ngồi được nhiều thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ nhanh đạt được cái định sâu hơn thôi. Vâng. Chứ còn không sao ha. Vâng ạ. Ngồi một thời cũng được, ngồi hai thời, ba thời, bốn thời, bao nhiêu thời cũng được, càng nhiều thì càng tốt. Chứ còn mình ngồi được ít cũng không ảnh hưởng gì, không sao cả. Mẹ thấy cái ăn chay ấy, con vẫn bị quên. Tức là con không ăn riêng, con ăn chung với mọi người thì cứ hôm nào lúc nào mà lúc nào mà nhớ là không được ăn, không được ăn, không sao, nhưng có người cắt cái miếng nó mặn vào mồm rồi bắt đầu mới giật mình nhớ ra thì con lại nhè ra, thì như vậy có bị gì không ạ? Không sao, thực ra thì ăn chay nhưng mình cũng đừng có thanh tịnh quá, đừng có ấy quá. Thực ra mình nhớ là ăn chay chỉ là một cái văn hóa, một cái tư tưởng của mình, chứ không phải là cái pháp môn tu tập gì ha. Còn cái lúc nào mình ăn cái gì mình biết là ăn vào trong bụng thì nó thành phân, thì nó thải ra ngoài nó cũng là phân rồi, nó chỉ là tứ đại, mình ăn vào để nó nuôi cái thân tứ đại này, xong rồi nó lại thải ra bằng cái phân thối thôi. Cho nên là ăn cái gì cũng phải quán nó là bất tịnh. Ăn chay cũng phải quán nó là bất tịnh, ăn mặn phải quán là bất tịnh. Chứ mình không được khởi lên cái tâm phân biệt là ăn chay là cao quý, là cao thượng, là thanh tịnh gì cả. Không có cái thức ăn gì nó thanh tịnh hết nhá. Ăn gì nó cũng hôi thối hết. Thì phải có cái tâm lý như vậy. Thì đừng có chú trọng là ăn này, ăn cái kia. Cứ hành thiền đi rồi nó sẽ quen đi nhá. Vâng ạ. Có Serena này. Dạ vâng ạ, xin mời hành giả Serena, ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ con xin lãnh lễ sư. Dạ con xin lãnh lễ sư. Tại nãy trên con không có mở được cái video. Sư con mới về nên con hơi mệt, nên là con hành thiền cũng không có tốt lắm. Hành được có ít thôi à, cũng chưa có gì lên trình. Vậy thì cứ để cho cứ nghỉ ngơi để nó phục hồi lại sức khỏe rồi này, tiếp tục hành thiền đều đặn nhá.
Dạ, con Bạch Sư ạ. Ừ. Hiện có thêm các câu hỏi qua kênh YouTube, con xin đọc lên ạ. Ừ. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hà Nguyễn ạ. Bạch Sư ạ, có thắc mắc về giới ạ. Nếu người mất rồi thì người thân lùng đồ của họ có được không ạ? Hay là trước khi mất người đó tác ý cho phép mới được lùng ạ? Người đấy là người tu hay là người đời đấy? Dạ. Dạ, con Bạch Sư ạ. Ở đây là hành giả Hà Nguyễn ạ. Dạ, Hà Nguyễn. À, mình dùng của người mất, nhưng mà cái người mất đấy người ta có cái quan hệ như thế nào với mình cơ? Ví dụ như là cái người mất đấy là người thân của mình, mà người ta không có người thân nào khác, thì mình dùng của người đó không sao, bình thường. Nhưng mà cái người mất đấy nó lại không phải người thân của mình, mà những cái đồ đạc đấy nó lại thuộc thừa kế của người khác, thì mình đúc vào thì vẫn phạm giới. Thì khi mà người mất rồi thì người ta không còn là chủ sở hữu của cái tài sản đấy nữa. Nhưng mà cái lúc đấy là ai sẽ là cái người làm chủ cái tài sản đấy? Đấy mới là cái vấn đề. Phạm hay không nó còn do là mình lấy cái tài sản đấy nó có cái quan hệ như thế nào với mình. Rồi tiếp. Dạ, con Bạch Sư, câu hỏi từ hành giả Huệ Nguyễn ạ. Dạ, thưa sư, gần đây con bị bệnh không thể ngồi thiền được, vậy con nằm thiền có được không ạ? Nằm thiền á, thực ra nằm không có thiền được. Thiền nó chỉ có được ở oai nghi là đi hoặc đứng hoặc ngồi. Nằm thì nó sẽ, tức là mình có thể giữ được một cái chánh niệm nhưng rất là yếu. Cố gắng ngồi mà tựa lưng cũng được nhá. Mình cố gắng ngồi mà tựa cái lưng vào tường cũng được. Chứ đừng nằm ở cái tư, đừng hành thiền ở tư thế nằm. Dạ, con Bạch Sư ạ, câu hỏi từ hành giả Hà Nguyễn tiếp theo ạ. Dạ, Bạch Sư ạ, con để ý thấy mình sẽ bất mãn khi không quản lý được tâm và không làm được việc lý tốt, không làm được việc tốt lý đó. Dạ, con nên đối trị tâm này như thế nào ạ? Đấy là mình có cái mong cầu đòi hỏi ấy. Thì lúc đấy mình nên có cái tác ý về cái sự chết nhiều để cho nó buông xả hết những cái mong cầu ấy đi. Như là lúc ấy mình luôn luôn là mình nghĩ rằng nếu như bây giờ mình chết thì mọi cái nó còn có ý nghĩa gì nữa không, tất cả mọi thứ nó trở nên vô nghĩa hết. Thì lúc đấy mình sẽ có cái tâm là nó khẩn trương gấp rút lo tu tập và nó buông xả hết mọi những cái mong cầu trong cuộc sống đi. Dạ, con Bạch Sư ạ, hiện tại chưa có thêm câu hỏi mới ạ. Rồi thì sư này sẽ hỏi tiếp. Dạ. Đây có hành giả Phúc Hòa. Vâng ạ, xin mời hành giả Phúc Hòa. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Vậy thì tiếp nha, đi tìm chính ta. Dạ. Dạ. Xin mời hành giả đi tìm chính ta. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ, con chào sư ạ. Ừ. Sư, vâng, con cũng ít khi hành thiền lắm, nhưng mà khi thẳng mà con mà có hành thiền được ấy, thì con thấy con thấy con hay bị hôn trầm, mới lại con hay ngủ gật. Rồi cái lúc mà con mở mắt, lúc mà con mà nhắm mắt lên được một khoảng một tí ấy, thì con thấy có nhiều những cái hình ảnh linh tinh như nó hơi đáng sợ một tí, để nó nói chung là nó về thì nói chung con cứ nhìn vào hơi thở thì nói chung cái đấy nó lại mất đi ngay luôn đấy, nói chung là nó mất đi luôn. Thì nếu mà những cái hình ảnh mà nó cứ bị nhiều thì có sao không? Đừng có nhìn vào nó, đừng đi theo nó, và đừng có, nó chỉ là cái tưởng của mình thôi mà. Tưởng nhưng mà nguy hiểm lắm, vì nó sinh ra ảo tưởng ấy, nó sinh ra hoang tưởng, nó sinh ra những cái tưởng rất là không tốt, không có nợ. Nên đừng đi theo nó nhé, đừng có tưởng tượng ra và đừng nghĩ là nó là cái gì đó đáng sợ. Và phải làm nơ nó đi, gạt nó đi, gạt nó ra khỏi cái tâm và chú tâm vào hơi thở. Có cái sự nhiệt tâm, có cái tinh tấn, có cái chăm chú lên trên hơi thở nhiều hơn nữa nhé. Chứ cái do chưa có tinh tấn, chưa có chăm chú, chưa có tận tâm trong cái sự thực hành thiền nên nó thế đấy. Dạ đúng rồi.
Nên cố gắng, nên tác ý đến cái lợi ích của hành thiền nhiều hơn thì hành nó sẽ hoan hỷ thích thú hơn. Dạ, cảm ơn sư ạ. Sư ơi, nếu mà những cái lúc mà con không hẳn là buồn ngủ mà là con bị hôn trầm thì đúng không? Vì là nếu như con đứng lên thì con chả thấy buồn ngủ, con mở mắt ra con chả thấy buồn ngủ thế nào cả. Thế nhưng mà cứ nhắm mắt vào là y ngồi một tí là y như rằng là đấy, tại vì khi mình ngồi thiền nó có cái sự an lạc ấy. Nó có cái sự an lạc nhưng mà mình lại thích thú với cái sự an lạc đấy. Do cái tâm nó cũng là tâm giải đãi. Cái tâm của mình nó chưa có tinh tấn thì nó thế đấy. À, khi ngồi mình đừng có đưa tâm dưới người. Vì mình đưa xuống tâm dưới người nhiều, nó sẽ cảm nhận cái sự an lạc ở trên thân nhiều quá. Từ cái sự an lạc ấy nó làm cho mình thích thú rồi mình hôn trầm đi. Và lúc đấy mình ngồi mình phải tinh tấn lên cơ. Mình phải tập trung vào một điểm nhỏ ở sát cửa mũi này và biết hơi thở, đồng phải thay đổi nhiều cái cách nhận biết hơi thở nhá. Hơi thở nó vào ra đếm nhá, 1 và ra đếm 2 và ra đếm 3 4 5 6 7 8 9 10. Còn quay lại biết đếm hơi thở như thế. À, xong là có lúc thì không đếm nữa thì biết hơi thở đi vào, biết hơi thở đi ra, nhưng mà luôn luôn ngăn ngừa đừng để cho tâm nó khởi lên những cái suy nghĩ năng xăng. À, và khi mà nó nghĩ năng xăng nó khởi lên một cái mình gạt nó đi ngay mà không nghĩ chuyện này, tập trung hơi thở, tập trung hơi thở. Thì khi hành thiền nó có cái sự cái tâm nó hơi bận rộn lên một tí, nó chăm chú một tí, nó tích cực lên một tí thì là nó sẽ không hôn trầm nữa. Dạ, và con cảm ơn sư ạ. Sư ơi, con muốn hỏi thêm một chút nữa là ví dụ như nếu mà thời gian mà con nhà con thì nó không được việc ấy, thì con muốn nếu mà thời gian con ngồi thiền là từ 10 giờ tối đến tầm 12 giờ thì thời gian đấy con nên hành thiền. Thì con thật ra là con nhìn thật ra con nhìn đến những cái hình ảnh kia thì con đọc nhiều và con cũng nghe nhiều thì con thấy con không sợ, con nghĩ là nó rất hay về, nhưng con không sợ những hình ảnh đấy bởi vì chắc là do ngày trước đầu năm vừa rồi là con hay xem những cái hình ảnh và phát khi cái người thầy đấy phát trực tiếp về những cái gọi hồn ấy, con rất hay xem thì con nghĩ là con cũng đã bị ảnh hưởng những cái đấy, nhưng mà có ảnh hưởng thật ra là, nhưng thật ra con không sợ. Đến giờ con nghe, con học Phật và con biết được về Phật pháp thì con không sợ đâu. Nhưng mà con muốn hỏi là ví dụ như con ngồi từ 10 giờ đến tầm 12 giờ đêm ấy, thì có ảnh hưởng gì với những người sơ cơ không? Nếu như cái tâm lý của mình ấy, nó tự tại, không sợ tối, không sợ ma, không nghĩ đến những cái chuyện gì thì không sao, ngồi giờ nào cũng được. Nhưng nếu như cái tâm lý của mình không ổn định, hay nghĩ đến những cái chuyện đó thì đừng có ngồi. Thì ngồi nó chỉ tăng thêm cái loạn tưởng lên là không tốt. Mà ngồi mà nó thản nhiên không có loạn tưởng gì thì ngồi giờ nào cũng như nhau. Dạ, vâng. Vâng, con cảm ơn sư ạ. Con xin tri ân sư ạ. Dạ, con bạch sư ạ, có thêm câu hỏi. Dạ, con xin đọc lên ạ. Câu hỏi từ hành giả Hoàng Vân ạ. Dạ, bạch sư ạ, cho con hỏi khi hành thiền thì nên tập trung toàn bộ ý thức vào hơi thở không ạ? Hay là tập trung ở mức vừa phải ạ? Vì con thấy khi tập trung quá mạnh thì cơ thể căng cứng và căng thẳng ạ. Tập trung vừa phải thôi, đừng có tập trung quá mức. Tập trung ở cái mức trung bình, trung đạo đấy, trung đạo là trung bình. Thì bây giờ mình phải hình dung là giống như một cái cây đàn ấy. Một cái cây đàn mà một cái dây đàn nhé, nó căng quá nhé thì cái tiếng đàn nó sẽ không lên được nhé. Cái dây đàn nó trùng quá tiếng đàn nó không phát ra được, mà cái dây đàn nó ở cái mức vừa vừa, không căng không trùng thì cái tiếng đàn nó sẽ ngân nga và nó sẽ tốt. Thì cái sự tập trung của mình trên hơi thở là cũng rất giống cái đó nhé, nó rất giống cái người mà đánh đàn như vậy. Thì mình tập trung căng quá không được, yếu tập trung nhẹ quá cũng không được, mà tập trung ở cái mức vừa vừa trung bình là tốt nhất. Nếu mà để tâm ở cái mức trung bình là sẽ có được định nhanh chóng, còn tập trung mạnh quá cũng không định được, nó sẽ căng thẳng và nó tán tâm ngay. Còn tập trung yếu quá thì vọng tưởng nó sẽ về rất là nhiều. Phải cố gắng, mình phải biết thế nào là cái mức tập trung vừa vừa trung bình thì cố gắng thực hành ở cái mức trung bình đấy nhá. Dạ, bạch sư ạ, vẫn câu hỏi từ hành giả Hoàng Vân ạ. Là con tìm hiểu biết được khi quan sát hơi thở thì mình không để tâm ở trong thân mà để tâm ở ngoài thân, vùng gần vùng cửa mũi, đúng không ạ? Cũng có những lúc mình phải để sát vào cái da này mình mới thấy hơi thở,
nhưng mà cũng có lúc mình để sát vào cái da này lâu quá nó sẽ sinh ra nó căng, thì lại để cách cái da ra một tí xíu thì cũng được. Chứ không phải là lúc nào mình cũng để sát vào da, cũng không phải lúc nào mình cũng để cách ra. Có lúc để cách ra mà mình thấy nó khó chịu, nó căng căng, nó mệt mệt thì để sát vào. Để sát vào mình mà thấy nó căng căng, nó khó chịu thì để cách ra. Ở đấy thì hai cái điểm đấy là mình phải tùy theo cái trạng thái tâm lúc đấy mà điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp. Lúc ngồi mình vẫn phải biết cách điều chỉnh tâm, chứ không phải là mình cố định theo một cái công thức nào đâu. Dạ, con bạch sư, hiện tại chưa có câu hỏi ạ. Ôi, có ai hỏi gì không? Gọi tiếp à. Dạ, con bạch sư ạ, hiện nay có bàn tay từ hành giả Bùi Văn Lũng ạ. Ờ, Bùi Văn Dũng. Dạ vâng ạ, xin mời hành giả Bùi Văn Lũng ạ, ban tổ chức đã mở mic ạ. Ừ. Dạ sư, con muốn hỏi thêm pháp ạ. Ừ. Bình thường rối thì không hẳn là rối, mà lúc con làm việc thì mà con tranh thủ được, con hay bật kinh tam tạng kinh điển lên để nghe ai sư. Còn lắm hôm mà có những cái kinh nào con cảm thấy tâm đắc ấy, thì lúc ngồi thiền cho con hay suy tư suy tầm về những cái bản kinh đấy, nghe là con sẽ không chú vào hơi thở mà con hay suy tư. Trong các thời thiền đấy thì con cũng cảm thấy nó cũng rất là an lạc, có hỉ có lạc và hơi thở cũng nhẹ, thì như thế có nên không ạ? Hơi nghĩ đến cái bài kinh một tí thì được, nhưng mà mình có cái chăm chú và suy xét phân tích về cái kinh đấy quá thì không tốt. Nó có thể hơi hơi lảng vảng một vài suy nghĩ thì không sao, mà mình nên cố gắng là buông xả. Ngay cả cái lúc ngồi thiền ấy thì cũng đừng để cho tâm nó suy tư về cái bài cái pháp mà mình nghe nhiều quá. Nhưng mà nó hơi hơi một chút thì được. Con thấy có nhiều bản kinh là Đức Phật cũng rất nhấn mạnh việc nên suy tư duy tầm về pháp, ví dụ cái kinh Song Tầm ấy, thì Đức Phật cũng nhấn mạnh rất nhiều là Đức Phật sẽ ngồi suy tư rất là nhiều, và khi suy tư nhiều sẽ gây ra cơ thể mỏi mệt, khi đấy sẽ tự tâm là sẽ chấn an nội tâm nên đạt được nhất tâm. Con thấy là rất nhiều kinh sách nói về việc suy tư suy tầm ạ. Và hôm nay con mới đọc cái bản kinh là khất thực thanh tịnh ạ, Đức Phật dạy ngài Xá Lợi Phất, thì con thấy là cái tiến trình tu tập là từ thấp đến cao, thì tu tập chỉ vào quán gần như là cái pháp cuối cùng để đi đến giác ngộ. Và trước khi tu tập chỉ vào quán thì gần như phải tu tập 37 cùng chỗ đạo trước. Thì con mong sư có cái bài thuyết giảng nào mà giảng chi tiết cái tu tập 37 cùng chỗ đạo đấy mà không cần sử dụng đến các sắc chân đế để quán. 37 cùng chỗ đạo thì tứ niệm xứ nó là pháp chân đế. Tứ chánh cần thì nó ở cái sự tinh tấn của mình. Tứ như ý túc thì nó cũng ở trong pháp hành thiền đấy. Mình có cái ước muốn, có cái nhất tâm, có quyết định, có trí tuệ ở trong đấy. Ngũ căn ngũ lực thì nó biết cách quân bình ở trong đấy. Còn thất giác chi thì nó ở trong cái hơi thở của mình, nó cũng có. Bát chánh đạo thì trong cái con đường thực hành của mình, nó cũng có. Nó cũng đang thực hành theo tất cả. Khi mà mình đang hành thiền ý, mình đang nhận biết hơi thở vào ra, nó cũng có 37 phẩm trợ đạo ở trong đấy. Chẳng qua là mình không phân tích được nó ra thôi, không hiểu được nó thôi. Còn nó có hết. Khi mà mình đang hành thiền là nó có 37 phẩm trợ đạo đều có mặt ở đấy cả. Ừ. Dạ. Dạ vâng ạ. Xin mời hành giả Vũ Thị Thoa, ban tổ chức đã mở mic ạ. Hơn gì được Phật. Ồ. Và chưa nghe thấy không ạ? Có nghe thấy. Thiền tốt không? Con bạch sư là được con thành pháp này thì là con ngồi cứ mỗi một ngày là hai thời, mỗi thời thì được hai tiếng và hơn hai tiếng. Ừ. Cứ ngồi đều đều là năm tuần nay là con ngồi được 4 tiếng một ngày, với hơn 4 tiếng một ngày. Ừ. Có để tâm nhận biết hơi thở ở đây, nó có cái sự tỉnh giác không? Có ghi nhận hơi thở liên tục không, lúc nào quên không? Con có ạ, con có, nhưng cũng có lúc nó vọng tưởng nó về, nhưng mà con vẫn lấy lại bình thường và vẫn thuần thục. Khi mà để tâm hơi thở này, nó có cái sự hoan hỉ không? Có an lạc không? Dạ, con ngồi con có thấy rất là an lạc ạ. Vậy tốt.
Vậy cứ 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 nhận cứ thực hành đều đặn như vậy nhá. Giữ tâm thì vào một cái điểm nhỏ nhỏ thôi ở gần trước cửa mũi này, nhận biết hơi thở nó đi vào nó đi ra, cứ để nó biết hơi thở một cách vào ra một cách nhẹ nhàng tự nhiên thôi, chứ không cần phải chăm chú quá. Nhưng mà lúc nào cũng phải ghi nhận hơi thở chứ không được quên nhé, không được không được rời ra khỏi hơi thở. Vậy thực hành nhiều hơn nữa thì càng tốt. 4 tiếng thì vẫn chưa nhiều lắm, 6 tiếng thì tốt hơn. Rồi con bạch sư là cũng có lúc con những cái như là có như là cái ánh sáng nó sáng lên ở trên trong cái đầu mũi con, mà có một lần như thế này ba cái thì nó như là một cái lá đen như vậy tưởng ra và khói nó ở trên nó hút xuống ba lần như vậy thì nó phải là cái gì. Không sao, thì, nó cũng là một cái ánh sáng nó xuất hiện khi mà mình ngồi thiền thì nó sẽ có, nhưng không đi theo nó nhé. Không đi theo nó, không có phải đi tìm hiểu xem nó là cái gì. Cái hành thiền thì nó sẽ có, ai hành thiền nó có ánh sáng, nhưng mà cái mức độ ánh sáng ấy nó vẫn còn thấp, vẫn còn yếu, vẫn cứ nằm nơ nó đi, không quan tâm, và vẫn nhận biết hơi thở vào ra. Vẫn nhận biết hơi thở vào ra thì nếu như mà tập tốt thì sau này cái ánh sáng thì nó sẽ sáng rực rỡ, nó sẽ sáng liên tục. Còn bây giờ nó mới xuất hiện một chút như vậy thì chưa ăn thua gì. Ngày nào khi ngồi thiền thì phải cố gắng đừng để cho tâm nó khởi lên những cái suy nghĩ, những cái phiền não, những cái công việc hay là những cái toan tính, những cái lo lắng ở trong cuộc sống. Phải buông được nó hết. Ngoài cái lúc hành thiền ra, xả thiền thì lúc nào cũng phải nghĩ đến cái chết. Lúc nào cũng nghĩ là mạng sống này thì nó ngắn ngủi, nó mong manh, không thể sống mãi được. Còn lúc nào đó ta sẽ phải chết đi. Và khi chết thì không thể mang theo tài sản, không mang theo người thân, không thể mang theo được cái gì. Mình sẽ phải buông bỏ hết. Vậy thì bây giờ mình sống, mình đừng có chấp trước vào cái gì, đừng có nghĩ là cái này là của ta, của tôi gì hết. Mình nghĩ là mọi cái trên đời này nó xuất hiện thì nó sẽ biến mất, thì nó sẽ bị hoại diệt đi. Cái mạng sống của mình cũng vậy, nó sinh ra nó cũng sẽ phải hoại diệt đi. Cho nên là phải buông xả nó đi, đừng để cho nó phiền não, lo lắng, bất an cái gì. Con ngồi thì nó cũng vọng tưởng về, nhưng mà con lại cũng lấy lại bình thường. Con lấy điện thoại con cứ để 2 tiếng thì là con cứ biết lúc 2 tiếng thì là rồi, ngồi 2 tiếng được, nếu mà còn thời gian thì ngồi lên 3 tiếng càng tốt, ngồi lên thêm 2 tiếng. Sáng thì có ngày con ngồi được buổi sáng này con cũng nghe đài thể dục, đài phát thanh thì con ngồi được hơn 2 tiếng. Hôm thì được 2 tiếng 30 phút. Cứ ngồi như vậy đi, mà ngồi một ngày được 3 thời thì càng tốt. Vẫn còn đang xếp thời gian. Cứ tiếp tục duy trì như vậy ha. Thì đều đặn, không bỏ ngày nào được. Không bỏ ngày thời nào. Thời là thời nào cũng giữ, tụng kinh thì con tụng ít nè. Không phải tụng ít thôi, tụng một chút là được. Đấy là từ trước thì con lại không biết mở mic này, cháu cũng mở thì con biết mở. Rồi tiếp tục đi nha. Là thưa sư ạ. Có thêm các câu hỏi. Nên đọc các câu hỏi đi. Dạ, con bạch sư ạ, câu hỏi từ hành giả Quân Trần ạ. Dạ, thưa sư, hơi thở kêu tiếng là tiếng thì có sao không ạ? Hơi thở mà ra tiếng, đừng để ý đến cái tiếng của nó nhé. Cái hơi thở mà nó có âm thanh ý, thì nó rất là thô. Để cho cái hơi thở nó tự nhiên, nó nhẹ nhàng, nó an tĩnh đi. Thì nó sẽ tốt hơn. Còn cái hơi thở mà nó phát ra âm thanh thì đừng có nghe âm thanh. Và nằm nơ nó đi, không quan tâm đến nó. Cứ để cho hơi thở vào tự nhiên, ra tự nhiên. Mình không có cái chủ động thở vào thở ra, không điều khiển hơi thở thì cái âm thanh nó sẽ hết đi. Còn nếu mình điều khiển hơi thở là nó sẽ có âm thanh, tức là nó mạnh quá. Nó giống như cái người tập khí công, cứ luyện hơi thở là hít vào, thở ra. Và cái đấy nó sẽ không có tĩnh tâm được. Cái việc hành thiền của mình là để cho hơi thở vào tự nhiên, ra tự nhiên, mình không chủ động hơi thở vào, thở ra. Thì càng ngày cái hơi thở nó sẽ càng an tĩnh, tức là nó sẽ nhẹ nhàng đi. Nó rất là vi tế. Thì định nó mới sâu. Còn hơi thở nó còn thô thì định nó sẽ không sâu được. Dạ, con bạch sư ạ, câu hỏi từ hành giả Tuấn ạ. Dạ, thưa sư, thế nào là đoàn thực, là xúc thực, thức thực và tư niệm thực ạ?
Nhưng mà cái đấy là một cái pháp thực hành thiền tuệ, thiền quán thì sẽ quán cái đó. Còn ở thiền định thì không chưa chưa quán đến cái đấy, mình hiểu ra để biết một chút thôi thì được. Đoàn thực ở đây là cái thức ăn mà mình ăn hàng ngày ấy, thức ăn thức uống ấy. Thì khi mà ở thiền quán thì người ta sẽ quán ra được đấy là cái sắc vật thực và nó sẽ nuôi dưỡng cái sắc thân này. Đấy là cái người mà quán ra cái sắc thì sẽ quán được cái đoàn thực đấy. Còn thức thực là các cái tâm thức ở sáu căn ấy, nhãn thức nó thấy cái màu sắc, nhĩ thức nó nghe được âm thanh, thị thức nó ngửi mùi hương, thiệt thức nó nếm vị, thân thức thì nó xúc chạm, còn ý thức thì nó suy nghĩ được tất cả những cái pháp đấy. Còn thức thực, còn xúc thực cái là sáu căn nó tiếp xúc với sáu trần, mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sáu trần. Còn tư niệm thực có nghĩa là cái sự hành động tạo nghiệp ở ba nghiệp thân khẩu ý của mình, hàng ngày mình tạo những cái thiện nghiệp ác nghiệp. Thì một chúng sinh tồn tại được là nhờ cái vật thực, tức là nhờ những cái thức ăn đó, bốn loại thức ăn. Mình chỉ có một thức ăn mình không tồn tại được, nó có cả bốn cái thức ăn đấy nó mới là cái duy trì cái sự sống cho các chúng sinh. Dạ con bạch sư ạ, câu hỏi từ hành giả Hương Trần ạ. Dạ bạch sư ạ, có phải là an trú vào các ân đức của Phật thì tốt hơn là nhập vào thiền? Nếu phải bắt hay quán nhiều ân đức thì không thể có định tốt được, vậy nên quán mấy ân đức trong một thời là hợp lý ạ? Nếu cái người sơ cơ mới thực hành thì mình quán một ân đức thôi, quán một ân đức đến khi nó thuần thục tốt rồi thì quán đến ân đức thứ hai, xong rồi mới quán đến ân đức thứ ba, rồi dần dần mới quán 9 ân đức, rồi cứ tập trên 9 ân đức đấy thì mình sẽ đắc được cận định. Thì vì cái pháp thực hành thiền niệm ân đức Phật chỉ đắc đến cận định thôi. Và đó là những cái thiện nghiệp dục giới thôi, chứ cũng không vào được an chỉ định. Mà và cái thực hành thiền niệm ân đức Phật chỉ là để hỗ trợ cho những cái pháp thiền cao hơn, về luôn luôn biết là như thế. Thực hành thiền niệm ân đức Phật là một cái pháp thiền bảo hộ để cho mình có cái niềm tin vào đức Phật, vào các ân đức của Phật, và sau đó mình lấy đấy làm động lực để mình tiến tu những cái pháp cao hơn nữa thì mới đi đến niết bàn được. Dạ, con bạch sư ạ, hiện nay chưa có thêm câu hỏi mới ạ. Hỏi thêm một vài người nữa. Dạ. Bảo Tâm, hành giả Bảo Tâm. Dạ, bạch sư ạ, hiện nay có hành giả Vân Trần có đưa tay xin trình pháp. Vân Trần. Dạ vâng ạ, xin mời hành giả Vân Trần ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư. Ừ. Dạ thưa, con có câu hỏi là khi mà con hành thiền á, nếu mà đạt lúc nào mà đạt được một cái trạng thái an lạc, ừ, thì con chưa bao giờ thấy ánh sáng đó, nhưng mà con thấy sóng biển. Con thấy sóng biển mà lúc mà cái tâm của con á, nó an tịnh á, thì con thấy cái sóng biển nó giống như nó ở ngoài hơi xa, nó lăn tăn, nó nhẹ nhàng. Và lúc đó con giữ cái tâm của con nó bình thường á, thì con thấy cái sóng biển đó nó nhẹ nhàng, nó êm dịu. Và con để ý con thấy cái tâm con mà nó gợn lên một cái điều gì đó, thì con thấy sóng biển đó nó bắt đầu nó gợn sóng lên. Thì là đấy là cô đang chú trên hơi thở phải không? Dạ vâng. Đó, nếu đang chú trên hơi thở ấy, mà thấy những hiện tượng đấy, cứ nhận biết hơi thở, đừng đi theo cái hình ảnh đấy nhá, đừng đi theo cái sóng đó, và cứ nhận biết hơi thở vào ra, mà phải nằm nơ cái sóng ấy đi, thì nó sẽ sáng lên. Đấy nó là một cái dấu hiệu của cái chuẩn bị có định. Chuẩn bị có định thì nó sẽ sinh ra những cái tướng như vậy đấy. Có người thì thấy nó sóng giống sóng, có người thì thấy nó giống mây, có người thì thấy nó giống như bông hoa, có người thì thấy nó giống như tấm thảm, có người thấy nó như khói nước. Mỗi người sẽ có những cái, sẽ thấy một cái tự tướng nó xuất hiện một cái cách khác nhau. Nhưng mà đừng có đi theo nó, đừng chú tâm, đừng có suy xét nó. Và cứ nhận biết hơi thở vào ra thì nó mới sáng rực lên được nhá. Dạ, sư con có một câu hỏi khác nữa.
Vào những lúc mà con thiền mà nó không được tốt á, thì con thường thấy con bị mất cái con bị phóng tâm á, thường nó hay rơi vào cái giai đoạn mà lúc con thở ra, con thở ra mà cái đoạn cuối để chuẩn bị hít vào á, thì con thường mất cái chú tâm ở đó. Thì giờ con khắc phục bằng cách nào? À, thực ra thì mình đừng có suy nghĩ như vậy. Mình hiểu về cái chú tâm nó hơi bị thái quá. Nó như thế nào cũng được nhé. Đừng nghĩ là nó mất hay là được cái gì cả. À, mình cứ ghi nhận hơi thở bằng cách nào cũng được. Lúc ấy mình thay đổi tư thế hay là như thế nào cũng được. Chứ mình đừng có nghĩ là nó mất cái điểm này, mất cái điểm kia. Không sao đâu. Cứ để nó thoải mái tự nhiên đi. Ha. Dạ vâng. Dạ con có một câu hỏi nữa. Thường lúc này con hay quan tâm đến những cái pháp mà gọi là hỗ trợ. Để khi sau này lỡ con vướng vô một cái vấn đề gì á, thì con biết mà con giải quyết. Thì con nghĩ là đối với cái hành giả nữ, thường theo con nghĩ thường vướng mắc vô một cái số lỗi gì đó. Ví dụ như ngã mạn hay gì đó mà nó sẽ cản trở của cái việc hành thiền. Thì cách đây 2 hôm con có đọc về cái Bát Kinh Pháp á. Thì con có thắc mắc là vì sao Đức Phật ra những cái chế định như vậy. Có lẽ là do một cái số đặc điểm về đặc tính riêng của nữ giới, mà con nghĩ cái đặc tính này nó có thể là nó cản trở, nó có những cái chung cho phụ nữ á, mà nó cản trở trong cái việc hành thiền. Thì con muốn hỏi ý theo như cái nhận, cái biết, cái thấy của sư á, thì vì sao Đức Phật đưa ra những cái quy định cho nữ giới như vậy, có phải vì nhưng mà cô là cái nghiệp của người nữ á? Cô là ni cô hay là cư sĩ? Dạ con là cư sĩ. Thực ra cái pháp đấy thì không liên quan đến cư sĩ, không liên quan đến cư sĩ, mà liên quan đến tăng đoàn, liên quan đến giáo pháp và chư tăng chư ni. Chứ còn nếu mà mình là cư sĩ thì không cần tìm hiểu cái đó, và nó cũng không liên quan gì đến cái pháp thực hành thiền của mình nhé. Nên là cũng không lo, vì cái đấy nó liên quan đến vận mệnh của giáo pháp, liên quan đến tăng đoàn, liên quan đến sự tồn tại của giáo pháp, nên là Đức Phật phải chế ra cái giới đó ấy. Nên đấy nó chỉ liên quan đến người xuất gia thôi, người xuất gia, vì trong giáo pháp thì vì cái tâm lý, thực ra cái tâm lý của người nữ là như vậy. Khi mà người nữ mà có được một cái có quyền hành ở trong tay, hay là có được cái gì đó mà có cái thành quả gì đó, thì sẽ có cái sự ngã mạn. Và khi mà có cái sự ngã mạn thì sẽ sinh ra cái tâm đó là khinh thường đối với lại người nam chẳng hạn. Đối với người nam thì ở trong giáo pháp mà như thế thì nó sẽ hỗn loạn. Ví dụ như là một cái vị ni nào đấy, vị xuất tân ở một cái dòng tộc cao quý hơn, vị mà khởi lên cái tâm mà khinh thường những cái vị tỳ kheo xuất thân từ những cái dòng tộc thấp, rồi vị đó không tôn trọng, không cung kính, thì vị đó sẽ bị chướng ngại, đó là tu tập không có thành tựu được. Có khi cái vị đấy xuất thân ở cái dòng tộc thấp, nhưng mà vị đấy lại đắc thánh quả đấy chẳng hạn. Mà một cái vị nữ mà ngã mạn, nghĩ là mình ở cái dòng tộc cao hơn, rồi là chê bai, coi thường, cái là vị đó sẽ không có chứng đắc được đạo quả, mà còn tạo cái ác nghiệp, rơi vào địa ngục. Vì vậy cho nên là Đức Phật mới chế ra Bát Kính Pháp để cho người nữ bớt cái tâm ngã mạn đi, và không có khởi lên cái tâm, không bất cứ ở đâu, bất cứ ở thời đại nào, bất cứ ở cái thời điểm, ở một cái ở trong một cái hoàn cảnh nào, cũng không được khởi lên cái tâm ngã mạn khinh thường đối với lại chư tăng, đối với các vị tỳ kheo. Nó là như vậy đấy. Cho nên là Bát Kính Pháp thì có giá trị ở trong
hàng ngũ xuất gia. Tại gia thì ông không cần, không cần quan tâm, cứ thực hành thiền bình thường ha. Dạ con kính cảm ơn sư, dạ con xin hết ạ. Dạ. Dạ con bạch sư ạ. Ừ. Dạ thưa sư, hiện nay có thêm câu hỏi từ hành giả Quân Trần ạ. Dạ thưa sư ạ, sư cho con hỏi lại về việc cần quan sát hơi thở chạm vào một điểm được không ạ? Con không thấy một điểm đó mà cảm nhận cả một luồng hơi hơi bự chạm vào cả một vùng da hoặc chạm vào xung quanh lỗ mũi có được không ạ? Con thấy được. Hơi thở không giống như một luồng nhỏ chạm vào một điểm mà cả một luồng bự chạm vào cả một vùng da, như vậy có đúng không ạ? Có đúng nhá. Cứ để nó tự nhiên thoải mái như vậy nhá. Cứ để thoải mái như vậy. Chứ là cái lúc mình bắt đầu ngồi ấy, là mình phải hướng cái tâm lên trước cửa mũi. Thì đấy là có cái sự gom tâm rồi. Đó là tập trung vào điểm nhỏ. Nhưng khi cái tâm nó bắt được vào hơi thở rồi thì nó không còn cái khái niệm về không gian nữa. Thì lúc đấy mình nghĩ là to thì nó to, mình nghĩ là nhỏ thì nó nhỏ. Nên là cứ nhận biết hơi thở vào ra như thế là được rồi. Dạ. Bạch sư ạ. Có bàn tay từ hành giả Lâm Minh Huy. Dạ, xin mời hành giả Lâm Minh Huy, ban tổ chức đã mở mic ạ. Con bạch sư là chắc là cháu con thì con xin giám hối sư chắc là cháu con để chuyển đổi nick của con ạ. Chứ nick của con là Nguyễn Hà Giang đấy ạ. À thế ạ. Dạ vâng ạ. Con xin giám hối sư ạ. Có trình pháp không? Dạ con bạch sư là tuần vừa rồi thì con cũng không thể hành thiền được nhiều ạ. Đầu tuần thì mỗi ngày con hành thiền được 3-4 tiếng ạ. Thế còn cuối tuần thì con cũng có cái việc gia đình con có người bị F0 ạ. Thế con cũng phải chăm sóc ạ. Thế là con bị tức là con hành thiền nó chỉ được ví dụ một tiếng rưỡi thôi ạ. Một ngày con hành thiền được có thể là 2-3 thời, nhưng mà có thời con chỉ hành được chưa một tiếng ạ, chứ không được như 2-3 tiếng như trước ạ. Vậy cứ thực hành như vậy là được nhá, dù có bận mải hay là có việc gì thì cũng cố gắng duy trì được 1-2 thời. Dạ vâng ạ. Khi nào cái công việc nó ổn định lại thì lại thực hành tiến bộ tinh tấn như trước nhá. Dạ con vâng ạ. Con xin chân sư ạ. Nếu có còn ai hỏi nữa thì còn ai trình pháp nữa thì giơ tay nhá, không thì sẽ kết thúc. Đến 10 giờ. Dạ, con kính bạch sư ạ, con xin thay mặt toàn thể các hành giả đang có mặt ạ, chúng con xin tri ân sư, tri ân ân đức của Ba Ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng vì đã từ bi chỉ dẫn cho chúng con về sự tu tập trong ngày hôm nay ạ. Chúng con sẽ cố gắng chuyên cần duy trì công phu hành thiền đều đặn và miên mật theo lời chỉ dẫn của sư trong tuần tiếp theo. Ngày hồi hướng ạ. Idame punyam. Idame punyam. Asawakadam. Asawakadam. Paham hodu. Paham hodu. Idame punyam. Idame punyam. Ipanasa. Ipanasa. Pachajo. Pachajo. Hodu. Hodu. Amma punya paham. Amma punya paham. Sabasathanam. Sabasathanam. Pachemi. Pachemi. Esabe. Esabe. Edamam. Edamam. Punya paham. Phước lành này của con. Phước lành này của con. Nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luôn. Nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luôn. Phước lành tu tập của con. Phước lành tu tập của con. Nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con. Phước lành này của con. Chia đều đến tất cả chúng sinh. Xin chia đều đến tất cả chúng sinh. Mong cho tất cả hãy thọ nhận. Mong cho tất cả hãy thọ nhận. Phần phước ấy được đều nhau. Phần phước ấy được đều nhau. Sa du, sa du, sa du. Nành thay, nành thay, nành thay. Rồi. Con xin lễ sư. Rồi, chào mọi người nha.